Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE Trường Nguyệt Tẫn Minh của tác giả Đằng La Vi Chi. Tập 12. Chương 111, Nhất Niệm. Tàng Hải nghe Tô Tô nói như vậy, trong lòng có chút hổ thẹn. Hôm đó Đạm Đài Tẫn đánh nhau với Công Giã Tịch Vô, hắn cũng ở chỗ đó, bất luận như thế nào. Sư đệ chẳng những không tổn thương bọn họ, còn cứu được bọn họ, hắn không thể nghe người ngoài liền hoài nghi sư đệ được. Sư tôn thương nhất sư đệ, nếu như biết sư đệ hiện tại đang trong tình cảnh không thể trở về sư môn, nhất định sẽ tự trách mình. Tàng Hải nói, đa tạ Lê tiên tử, đợi một ngày ta tìm được sư đệ hỏi rõ chân tướng, nhất định cho các đại tiên môn một công đạo. Dừng một chút, hắn nhờ cậy nói, nếu như tiên tử trông thấy sư tôn ta Triệu Du tôn giả hoặc là sư đệ, thỉnh cầu thông báo một tiếng cho Tiêu Giao Tông. Tô Tô đồng ý. Sau khi từ biệt Đạm Đài Tẫn, nàng cũng không biết hắn đang ở đâu. Tàng Hải nói ra thật xấu hổ, Tiêu Giao Tông những năm gần đây không có thành tựu gì, thứ duy nhất có thể dùng được chỉ có Tiêu Giao Hoàn của Tông Môn. Chúng ta lúc ở ma vực trông thấy, ma đầu tự anh có thể biến người tu tiên biến thành ma tu, những Tiêu Giao Hoàn này Lê tiên tử hãy cầm lấy. Gặp phải đệ tử nhập ma, có thể cho họ ăn một viên, có thể ổn định kim đan, rồi đem ở đưa về tiên môn, lấy ra được ma đan thì có thể cứu được. Hắn nói khiến mọi người đều mừng rỡ, những ngày này không ít người của tiên môn bị bắt tới ma vực, biến thành ma tu, bọn người Tô Tô tìm được đưa về tiên tông, thế nhưng vẫn không kịp. Có Tiêu Giao Hoàn, đối với tiên môn đệ tử mà nói là một vật bảo hộ. Tô Tô nhận lấy cái bình, thành khẩn nói, cảm ơn ngươi, Tàng Hải. Sau khi Tàng Hải rời đi, Diêu Quang hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu? Hạt Bạt đi đến đâu, chỗ đó khắp nơi đều khô hạn. Chúng ta cứu người không kịp bằng tốc độ bọn chúng giết người. Phù Nhai nhíu mày nói, mọi người có cảm thấy linh khí ngày càng mỏng manh không? Hắn vừa nói, sắc mặt Tô Tô biến đổi. Linh khí, ngày càng mỏng manh, đến cuối cùng, rốt cuộc có phải sẽ giống 500 năm trước, lục giới đều bị ma khí bao phủ, tu chân giả cùng phàm nhân không còn chỗ để sinh tồn nữa hay không? Tại sao linh khí ngày càng ít đi? Diêu Quang nói, vạn năm về trước cũng không có hiện tượng này. Diêu Quang, tỷ có nhớ ma vực tẩy tủy ấn và cửu chuyển huyền hồi trận không? Tô Tô đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nó có thể biến tu chân giả thành ma tu, phải chăng nó cũng có thể biến linh khí thành ma khí? Đồ vật ma thần để lại vạn năm trước, vậy mà lại chậm rãi lớn lên. Diêu Quang cả mặt trắng bệch, vội vàng nói, chuyện này nhất định phải lập tức nói cho người của tông môn biết, nếu để cho trận pháp kia tồn tại, thiên hạ sẽ nhanh chóng thuộc về tay yêu ma. Tô Tô càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, nhanh chóng quyết định nói, tự anh thả các yêu ma làm hại nhân gian là để kéo dài thời gian. Khiến cho tiên tông dù có phân thân đi nữa cũng không có cách cứu chữa phàm nhân, nàng ta đang chờ đợi cửu chuyển huyền hồi trận hấp thụ đủ ma khí sẽ trở nên cường đại và đáng sợ. Chúng ta không thể đợi thêm được nữa, nhất định phải đánh vào ma vực, phá hủy trận pháp kia. Phù Nhai, đệ về tông môn báo cáo với các trưởng môn cùng các vị trưởng lão, ta sẽ cùng Diêu Quang đi một chuyến đế trấn Ninh Hạc, lấy lệnh bài mở ma vực. Hiện tại người có thể giúp tiên môn muốn tới gần trận pháp kia, chỉ có Trương Tiểu Công Tử nuốt Huyễn Nhan Châu đó. Mặc kệ có đánh thắng được hay không, vẫn phải thử một chút. Phù Nhai cũng biết sự tình cấp bách, nói, được, sư tỷ, Diêu Quang sư tỷ, các tỷ phải bảo trọng nhiều hơn. Tô Tô cùng Diêu Quang ngự kiếm đến trấn Ninh Hạc, phát hiện toàn bộ thị trấn chỉ còn một mảnh hoang vu, nhà của Trương Viên Ngoại rất nặng ma khí. Hai người đẩy cửa ra, người giữ cửa mấy tháng trước không còn đây nữa, Trương Phương Thăng cũng biến mất không thấy đâu. Diêu Quang nói, đáng ghét, nhất định yêu ma đã nhanh chân. Đến trước, bọn chúng cũng sợ chúng ta tìm được Trương Phương Thăng. Tô Tô ngón tay đặt lên môi, thấp giọng nói, suýt, tỉ nghe xem, hình như có tiếng động. Hai người theo tiếng động tìm thấy một nữ nhân toàn thân dơ bẩn đang ở trong phòng chất củi. Đừng giết ta, đừng giết ta. Nữ nhân hoảng sợ vạn phần, xanh xao vàng vọc, có vẻ đã chịu đói rất lâu. Đừng sợ, chúng ta không phải người xấu. Diêu Quang trấn an nói, ngươi có thể nói cho chúng ta biết, Trương Phủ đã xảy ra chuyện gì không? Tô Tô đưa cho bà ta một ít thức ăn, bà ta một mặt ăn ngấu nghiến, một mặt kể những chuyện mà bà ta đã thấy. Ta là nữ đầu bếp của Trương Phủ, mấy ngày trước, một toán yêu ma đã vào Trương Phủ giết người. Bọn chúng mang Trương Tiểu Công Tử đi,
ta trốn kịp nên không bị bọn chúng phát hiện. Toto nghĩ thầm, người của ma tộc muốn Trương Tiểu Công Tử đơn giản có hai nguyên nhân, một là không để bọn họ lấy được lệnh bài ma vực, hai là để lợi dụng sức mạnh huyễn hóa của Trương Phương Thăng. Lợi dụng sức mạnh của Huyễn Nhan Châu trong người Trương Phương Thăng cũng đủ để lấy giả làm thật. Toto cũng từng bị yêu ma dùng Huyễn Nhan Châu lừa gạt, có người nói đã thấy Đạm Đài Tẫn ở nhân gian giết người, vậy người đó liệu có phải là Đạm Đài Tẫn hay không? Đã vào đêm, thế nhưng mặt đất vẫn tỏa ra nhiệt độ nóng bức như cũ. Hạn bạt hiện thế khiến cho trời đã vào đông nhiệt độ vẫn cao đến bất bình thường. Bạch y thiếu niên dắt theo một bé gái nhỏ đi đến giữa trấn, nhét một tấm bùa vào trong vạt áo nó, nói, về đi, tìm cha mẹ người. Tiểu nữ hài hai mắt đẫm lệ mông lung, sợ. Hắn dừng một chút, dắt nó đi vào bên trong, có nhớ rõ nhà ngươi ở đâu không? Nó quá nhỏ, ước chừng chỉ mới 3-4 tuổi, lúc Đạm Đài Tẫn cứu được nó từ miệng bọn yêu ma, nó sợ tới mức nước mũi nước mắt chảy tèm lem. Trong lòng hắn cười gàn, bây giờ bản thân mình còn khó bảo đảm, hắn lại còn có tâm tư lo chuyện thế gian. Có thể là vì Đạm Đài Tẫn cũng không biết, trong thiên hạ to lớn này gia đình là gì. Khi thế gian đảo lộn, nơi nào mới là chỗ để hắn dung thân. Đồ thần nỏ trong thân thể hắn, mỗi khi các tu sĩ đến gần, đều cảm nhận được ma khí trên người hắn cuồn cuộn. Sau khi từ biệt Toto, hắn gặp được Tự Anh. Hạn Bạt mang theo một đám yêu ma quỳ xuống trước mặt hắn, cung nghênh hắn trở về ma vực. Nếu như Đạm Đài Tẫn vẫn là một người không có tư tình của 500 năm trước, có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Chính là gì, ta là gì chứ, chỉ có sức mạnh vô thượng mới có thể khiến cho người người thần phục. Bây giờ hắn đã có tư tình, mới hiểu được khác biệt thế nào. Nếu đầu hàng ma đạo, hắn cuối cùng vĩnh viễn cô độc, y hệt Tiên Giao Minh Dạ năm đó, ngủ say tại Mạc Hà. Hắn sẽ phải dùng bỏ sư môn, đối địch với nàng, tiên thần không tha cho hắn, thiên đạo cũng không tha cho hắn. Tự Anh cũng không tức giận, nhẹ nhàng nói, cuối cùng cũng sẽ có một ngày ma quân nhận ra, chính đạo của ngài chỉ ra vẻ đạo mạo, thứ chính nghĩa buồn cười đó chỉ là sự tuyệt tình mà thôi. Ngài và bọn chúng không phải bạn đường, coi như ngài tu thần đạo, bọn họ có thể tha thứ cho ngài sao? Chỉ có chúng thần mới là trung thành nhất. Đạm Đài Tẫn liếc nhìn Tự Anh bên cạnh thật giống con rối bị giật dây công giã tịch vô, hắn chào phúng cười, không thèm để ý tới bọn chúng nữa, xoay người rời đi. Đạm Đài Tẫn không tìm được gia đình của đứa trẻ, trên đường đột nhiên có vô số cây đuốc sáng lên. Ma vật đó lại về đây rồi, đứa bé đang ở trong tay hắn. Vừa dứt lời, máu chó đen tạt vào người Đạm Đài Tẫn, mọi người đều cầm vũ khí gào thét đâm về phía hắn. Đạm Đài Tẫn vốn cũng không phải là quả hồng mềm, đá bay những người tiến tới, bóp lấy cổ kẻ dẫn đầu, các ngươi muốn chết. Chúng quanh hắn bày lên kết giới, vừa sử dụng linh lực, đôi mắt đen láy của hắn biến thành màu đỏ như máu, lạnh, tanh. Đôi đồng tử màu đỏ của hắn khiến những người khác đều sợ hãi. Các phàm nhân dồn dập lui lại, tiểu hài nữ bên người khóc đến tê tâm liệt phế. Trong đám người đó người thân lao ra, cầm cuốc, dường như không thiết sống đánh vào kết giới của hắn. Ma vật, buông tha cho hài tử của ta. Đạm Đài Tẫn quay đầu lại, thấy từng gương mặt căm hận và sợ hãi, những cây đuốc sáng khắp đường phố. Ánh mắt của bọn họ thật giống như bọn cung nữ thái giám từng ở Hoàng Cung Chu Quốc, lúc thấy hắn tránh còn không kịp, sau lưng thì gọi hắn là tiểu quái vật. Chẳng qua đã từng không có tư tình, nội tâm hắn lạnh băng, không hề có cảm giác gì. Cùng liều mạng với hắn giết nhiều thân nhân của chúng ta như vậy, cho dù chết, cũng phải dẫn hắn xuống địa ngục. Không biết ai đã hô lên, các phàm nhân đồng lòng giơ cày cuốc trong tay, giống như nổi điên muốn giết lấy hắn. Trong con ngươi đỏ máu của Đạm Đài Tẫn phản chiếu đêm đông, ưu tư lạnh lùng. Lại là như vậy, luôn là như vậy. Hắn đã đi qua rất nhiều thôn trang, qua các đường phố phồn hoa, đạo sĩ cũng trừ yêu sư muốn giết hắn, người tu chân thì truy nã hắn, phàm nhân cũng muốn giết hắn. Hắn đã làm sai cái gì? Đạm Đài Tẫn buông thõng hai tay, chợt trầm mặc xuống. Hắn chạy rồi, ma vật đã bị chúng ta đánh chạy rồi. Đám người vui mừng khôn xiết, người thân của nữ hài vội vàng ôm lấy nữ hài. Hắn ngồi ở trên nóc nhà, nhìn ánh đuốc chậm rãi phân tán dần, dưới trời cao, cả nhân gian trở về tĩnh lặng. Thiếu niên ôm chặt lấy chính mình, trong ánh mắt đỏ máu ánh lên một nỗi hận mập mờ. Hắn gắt gao cắn lấy khớp xương của ngón trỏ, cắn đến mức chảy máu. Ta muốn giết chết bọn chúng. Hắn thấp giọng nói, chỉ là một bầy kiến đê tiện, giết hết là tốt nhất.
Đồ thần nỏ kêu gào hắn động thủ. Ngay lúc đó hổ yêu vội vàng lôi ra một khối ngọc từ trong túi càn khôn bỏ vào lòng bàn tay hắn chấm một đã từng có người hứa hẹn sau này khi lớn lên sẽ bảo vệ ngài thật tốt. Mà, chí ít ngài nên tin tưởng nàng ấy, đợi nàng tới. Hổ yêu nói, tiểu tịch vụ rất lợi hại, 500 năm trước nàng còn là phàm nhân, ta đều không đánh lại nàng ấy. Nàng ấy sẽ đánh những người hung hăng này, không bao giờ nói ngài là ma vật. Nói không chừng sau này khi nàng không còn tức giận nữa, sẽ giúp ngài nghĩ cách xua tan ma khí, thoát khỏi đồ thần nỏ. Hai khối ngọc ôn nhuận chạm đến lòng bàn tay hắn, có lúc trong chớp mắt, hắn cảm thấy chính mình bị nó làm bỏng rát. Nàng ấy sẽ không tới. Ngón tay đạm đài tẫn máu chảy tích tích, rơi trên nóc nhà, nung chảy mảnh ngói, hắn băng lãnh chết lặng nhìn nhân gian dưới chân, nàng giống như bọn họ, đều hận không thể giết chết ta. Hồ yêu lắc đầu, nói là nói như thế, nhưng ngài đến giờ đều không muốn đến ma vực, lại là đang chờ ai đây? Trong lòng ngài vẫn như cũ, vẫn hy vọng nàng ấy tốt với ngài, tới cứu ngài. Toto, muội đang suy nghĩ gì vậy? Diêu Quang hỏi. Từ sau khi chạy trốn khỏi ma vực lần đó, tiểu sư muội tự nhiên phát ngốc. Tiên ma đại chiến sắp bắt đầu, Nguyệt Phù Nhai truyền âm tới nói, sự môn đã bắt đầu tập kết đệ tử, quyết tâm tru sát ma đầu tự anh, phá hủy tẩy tủy ấn cùng cửu chuyển huyền hồi trận. Ta đang suy nghĩ, có lẽ hôm ấy, ta không nên đi. Toto nhỏ giọng nói. Người khác không biết, nhưng Toto trong lòng lại rõ ràng, mối uy hiếp lớn nhất của lục giới chưa bao giờ là Hạn Bạt tự anh, mà vốn dĩ là ma thần Đạm Đài Tẫn. Tà cốt bị hủy, Đạm Đài Tẫn nếu muốn nhập ma, so với tự anh vẫn là sự tồn tại đáng sợ. Hắn dù đang là tiên thể mà vẫn có thể sử dụng đồ thần nỏ, sau khi nhập ma, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Diêu Quang biết người nàng đang nói tới chính là Đạm Đài Tẫn. Có đôi lúc là thần hay là ma, vỏn vẹn chỉ là một ý nghĩ. Diêu Quang nói, các sư thúc đều nói hắn sử dụng đồ thần nỏ sẽ giết chóc không ngừng, ta lại không cho rằng như vậy. Vì cái gì? Toto hỏi. Diêu Quang nhìn nàng, bởi vì hắn có thứ không dứt bỏ được, giống như nếu có một ngày ta bị cắm ma đan vào và nhập ma, ta cũng sẽ không động thủ với Công Giã sư huynh. Có một số thứ đã là bản năng, không phải Công Giã Tịch Vô khi ở ma vực cũng không giết bọn họ sao? Nếu như không phải Công Giã Tịch Vô đã nhập ma, Diêu Quang nhất định cũng sẽ giống như Thanh Vô sư thúc, hận không thể giết sạch yêu ma trên thế gian này. Thế nhưng trong lòng có người mình yêu, liền nguyện ý đứng dưới góc độ của họ để suy nghĩ cho họ. Mỗi người đều không nghĩ sẽ đi đến bước này, Công Giã sư huynh nhập ma, mỗi khi hắn khống chế mình không được giết người, nhất định hắn so với mọi người thống khổ hơn nhiều. Thứ không dứt bỏ được, Toto nhẹ giọng lặp lại một lần. Câu nói của Đạm Đài Tẫn lần nữa vang bên tai nàng. Khi đó trong ánh mắt thiếu niên long lanh ánh nước, ta nhớ nàng của 500 năm trước cũng sẽ không nhập ma. Nếu nàng không thích đồ thần nỏ, ta sẽ vĩnh viễn phong ấn nó, vĩnh viễn phong ấn nó thật kỹ. Nàng không phải đã nói, sẽ chờ ta trở về sau cũng sẽ mãi mãi chờ ta sao? Toto đột nhiên nói, Diêu Quang sư tỷ, ta muốn đi tìm hắn. Diêu Quang kinh ngạc nói, chúng ta không đi tìm Trương Phương Thăng sao? Chu sa giữa mày Toto sáng rỡ, trọng vũ trong tay nàng hóa thành một thanh kiếm, tìm không được Trương Phương Thăng, cha sẽ có cách khác đi ma vực. Chỉ là có một số việc. Chúng ta không thể lại có thêm một đối thủ mạnh được, ta hoặc là giết hắn, hoặc là mang hắn trở về, không thể để sự tình tái diễn thêm chút nào nữa. Hiện giờ thế gian này, ai cũng đang đợi Đạm Đài Tẫn nhập ma. Toto lúc trước cũng nghĩ như vậy. Nàng đối với hắn có thành kiến, cho rằng một đứa trẻ trời sinh xấu xa, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào ma đạo. Nhưng càng bước đi tới, càng thấy có người thóa mạ hắn, nói hắn là ma vật tàn sát chúng sinh. Toto biết sau lưng có một bàn tay, đẩy hắn nhập ma. Nàng biết không phải là như vậy, sao nàng lại quên mất, trong thân thể của Đạm Đài Tẫn, sớm đã không còn tà cốt đỏ máu. Không còn là chúa tể giết chóc, mà là thần tủy nàng tự mình thay lấy niết bàn vì đại giới. Người khác đều không rõ, nhưng nàng đều biết rõ. Hắn vốn là thần, không phải tà ma. Ma hận thế nhân, thần yêu chúng sinh. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE Trường Nguyệt Tẫn Minh của tác giả Đằng La Vi Chi tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 112 Hứa hẹn. Càng đi về phía trước sẽ đến Chiêu Hòa Thành. Tấn Hoàng,
trước kia ta có tới nơi này, nơi đây ngư long hỗn tạp, có tán tiên, có phàm nhân, bây giờ chắc chắn cũng có cả yêu quái, chúng ta ở đây sẽ an toàn. Lão hổ yêu nói, nó vừa đi vừa nói chuyện với Đạm Đài Tẫn, cũng nói thêm nó là hổ yêu, nếu không nói thì đã thành tứ bất tượng. Giải thích tứ bất tượng là bốn loài linh vật trong văn hóa phương Đông, bao gồm long, lân, quy, phụ. Hết giải thích, Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nói, ngậm miệng. Đối với hắn mà nói, trốn tránh để sống là một chuyện cực kỳ sỉ nhục, hắn tình nguyện lao ra đem những người kia giết sạch. Hổ yêu cái hay không nói, chỉ nói cái dở, chủ yếu là để hắn không gây chuyện với đám người kia. Giữa thiên địa linh khí và ma khí dần mất cân bằng, ma thần nỏ càng thêm cường đại, tiên thể của Đạm Đài Tẫn lại không thể áp chế được đồ thần nỏ, toàn thân ma khí hừng hực. Lúc trước hắn còn có thể miễn cưỡng che lại đôi mắt đỏ của mình, bây giờ thì hoàn toàn không thể che đậy được nữa. Người trong tiên môn và phàm nhân trông thấy hắn đều muốn động thủ. Rất nhiều lần đồ thần nỏ xui khiến hắn giết người, cuối cùng hắn lại tỉnh táo lại. Thiên hạ không có chỗ cho hắn dung thân. Hổ yêu gục đầu xuống, râu hùm run lên. Đạm Đài Tẫn dù có cô đơn lần nữa cũng không cần nó phải thương hại hắn. Phía trước không đúng. Đạm Đài Tẫn dừng, lại bước chân. Nơi nào? Không đúng ở chỗ nào? Bạch y thiếu niên hơi nheo mắt, nhìn bia giới Chiêu Hòa Thành trước mắt, nói, mùi máu. Vốn cho rằng Chiêu Hòa Thành tạm thời tương đối bình an, thế nhưng tình huống trước mắt lại nồng nặc mùi máu tanh như vậy, có khả năng người ở Chiêu Hòa Thành đã chết hết. Vậy chúng ta mau trốn. Ai ai, Tẫn Hoàng, ngài đi đâu vậy? Chờ ta một chút. Thành chủ phủ. Trảm thiên kiếm rơi xuống, trên mặt đất là một nam tử mặc quần áo màu xanh lam sắp bị giết chết, một con hồ ly đơn độc nhảy ra. Rít lên một tiếng, đánh vào tay người cầm kiếm, trảm thiên kiếm bị lệch về một bên, rạch một đường mấy trượng trên mặt đất. Thứ xúc sinh nhiều lông, dám cản đường bổn tọa. Công Giã Tịch Vô lật bàn tay một cái, hồ ly bay ra ngoài, rơi xuống, thân thể run rẩy, phun ra từng ngụm máu. Nam tử nằm trên đất nâng mắt lên, là Diệp Chữ Phong, hắn ta cực nhọc bỏ tới, phiên nhiên, phiên nhiên. Một mắt thấy ngón tay của hắn ta gần chạm đến tiểu hồ ly, trảm thiên kiếm lần nữa chém xuống, trong con người hoảng sợ của hồ ly phản chiếu ra một cảnh tượng. Chi chi chi, một cái chuông đột nhiên chụp xuống, bao vây Công Giã Tịch Vô. Một lão nhân râu tóc bạc trắng đỡ lấy Diệp Chữ Phong, đi mau. Diệp Chữ Phong tay mắt lanh lẹ, ôm lấy hồ ly đang trọng thương trên mặt đất, cùng lão giả hóa thành một luồng sáng màu trắng, biến mất trong màn đêm ở Chiêu Hòa Thành. Bọn họ vừa đi, cái chuông bằng kim cương bị phá vỡ, Công Giã Tịch Vô phi thân đuổi theo. Lão giả biết không thoát khỏi hắn, đẩy Diệp Chữ Phong đi, mang hồ ly của ngươi đi nhanh lên. Ngươi biết hắn tới đây để làm gì mà, bảo vệ tốt tụ sinh châu, ngàn vạn lần không thể để rơi vào tay ma tộc. Diệp Chữ Phong nhìn hồ ly đang suy yếu trong ngực, cắn răng nói, được, lão giả nghênh chiến với Công Giã Tịch Vô. Biết mình không phải là đối thủ của Công Giã Tịch Vô và Trảm Thiên Kiếm, chỉ có thể ngăn cản được một lát. Trảm Thiên Kiếm chém phất trần của lão thành đôi, lão, giả bị đánh rơi xuống đất. Là ngươi, Công Giã Tịch Vô nói, khai dương trầu đầu rồi. Lão giả ha ha cười, nói, ở nơi mà yêu ma các ngươi tìm không thấy. Ma văn tràn lan từ mặt đến trán của Công Giã Tịch Vô, gương mặt không cảm xúc nhìn lão. Trảm Thiên Kiếm kéo lê trên mặt đất tạo nên những âm thanh chói tai, trên bầu trời tiếng sấm ầm ầm. Lão giả biết thứ đang chờ mình là gì, cười thoải mái, một ngày này tới quá nhanh, Trảm Thiên Kiếm ở trong tay ngươi cũng còn tốt hơn. Nếu đổi thành ma thần vạn năm trước, đã sớm sinh linh đổ thán. Công Giã Tịch Vô đưa tay, cảm nhận được gì đó, mặt hắn biến sắc. Một mũi tên ma màu đen xuyên qua tầng mây, xuyên qua không khí lao tới, mang theo âm thanh của mũi tên nhắm về phía Công Giã Tịch Vô. Hắn vội vàng dùng kiếm chắn lấy, mũi tên đồ thần đụng phải Trảm Thiên Kiếm, trên thân kiếm dường như có tiếng quỷ khóc truyền ra. Công Giã Tịch Vô lui lại một bước, hắn ngẩng đầu, trông thấy một bạch y thiếu niên dưới vầng trăng khuyết mang theo một con hổ đi tới. Trong con ngươi băng lãnh của Công Giã Tịch Vô hiện ra một cái vòng màu cam, lệnh cho các ma tu còn đang giết người xung quanh, đi. Đạm Đài Tẫn xa xa đứng vững, không đỡ lấy Triệu Du đang nằm trên đất. Thiếu niên tay cầm đồ thần nỏ đi đến, trên người dính vô số máu của yêu ma, đôi mắt rực đỏ, so với Công Giã Tịch Vô càng giống yêu nghiệt hơn. Nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Triệu Du, trong lòng Đạm Đài Tẫn lạnh buốt một mảnh.
người này từng ở sông Quỷ Lệ đem hắn trở về, từng giúp hắn khoét đi những mảnh thịt thối, thanh tẩy linh hồn ác quỷ bám theo hắn. Triệu Du cầm sách dạy trẻ, giống như đang dạy bảo cho đứa trẻ mới sinh, nói cho hắn nghe, nhân chi sơ, tính bản thiện. Lão dạy hắn dẫn khí nhập thể, dạy hắn ngự kiếm, dạy hắn cùng Tiêu Dao Tông sư huynh sư đệ hữu ái hòa thuận. Đạm Đài Tẫn nắm chặt nắm đấm, cụp đôi mắt u ám lại. Hắn quay người muốn đi, sau lưng truyền đến giọng nói của Triệu. Du, Cửu Mân, sao con lại biến thành bộ dạng này? Bên trong câu nói của lão giả không có căm hận chán ghét, chỉ có thương tiếc sâu sắc. Bảo tàng hải bảo vệ tốt cho con, là nó vô dụng, không biết đi đâu rồi. Triệu Du thở dài, gặp sư phụ, chạy cái gì mà chạy. Đạm Đài Tẫn không nhúc nhích, Hồ Yêu vội vàng dùng đầu kéo hắn đi về phía trước. Đạm Đài Tẫn trầm mặc đỡ Triệu Du dậy, sư tôn. Triệu Du nhìn chiếc nỏ màu đen trong tay Đạm Đài Tẫn, nhíu mày lại, có thể đánh được Trảm Thiên Kiếm. Đây là đồ thần nỏ. Từ đâu có? Trước khi người dẫn ta đến Tiêu Dao Tông, nó đã ở trong cơ thể ta. Đạm Đài Tẫn nói. Năm đó Đạm Đài Tẫn bị ác quỷ gặm nhấm đến mức chỉ còn một bộ khung xương. Nếu không có đồ thần nỏ ở sông Quỷ Lệ cùng hắn hòa làm một thể, hắn ở sông Quỷ Lệ mấy trăm năm đã sớm hồn phi phách tán, cũng sẽ không có cơ hội gặp được Triệu Du tiên tôn. Triệu Du nặng nề thở dài, cùng cốt nhục tương dung, chứng minh hoàn toàn khống chế được đồ thần nỏ. Nếu không lấy đồ thần nỏ ra thì cũng không khống chế được Trảm Thiên Kiếm của Công Giã Tịch Vô. Vi sư đã sớm biết con không đơn giản, vừa học được dẫn khí nhập thể đã đạt được trúc cơ, thiên tài như vậy làm sao có lai lịch đơn giản. Đạm Đài Tẫn đột nhiên ngước mắt, cau mày nói, người sao rồi? Triệu Du ho khan nói, dìu ta đến gốc cây nghỉ ngơi một lát. Triệu Du nghiêng đầu, lộ ra chiếc cổ. Trên người lão ma văn một mảnh, giống như những nhành cây đan lây nhau. Triệu Du đã sớm nhập ma. Hôm đó ta đến Thái Hư, không ngờ lại gặp được Thượng Cổ Hạn Bạt. Ta biết ta không phải là đối thủ, đánh trốn đi, nghĩ cách cùng ả ta đến ma vực. Trời xui đất khiến lại phát hiện một bí mật. Triệu Du khi đang nói chuyện, ma văn lan tràn đến mu bàn tay của lão, thần sắc lão bình thản, giống một bức tượng Phật hiền lành. Trong ma vực, có một trận pháp, cửu chuyển huyền hồi trận. Không sai, nhưng cũng không phải thứ đó. Triệu Du nói, là cùng bi đạo mà vạn năm trước thần ma đại chiến chưa kịp mở ra. Cùng bi đạo, Đạm Đài Tẫn nắm chặt đồ thần nỏ trong tay. Thời điểm học đạo tâm, Triệu Du có dạy hắn, đại đạo cùng bi, tương sinh phối hợp. Dưới ma vực còn có một thiên đạo khác sao? Ma tộc rốt cuộc đang muốn làm gì? Triệu Du từ từ kể ra, vạn năm trước, ma thần cường đại vô song, hắn dã tâm bừng bừng, mong muốn lục giới đều là yêu ma, cúi đầu dưới hắn. Thế là hắn ở ma vực đã sáng tạo ra cùng bi đạo, ý đồ mở ra cùng bi đạo, trở thành chúa tể của thiên đạo. Hắn điên cuồng thí thần, một khi thần chết đi sẽ để lại một món quà cho thế gian, thượng cổ thần linh từ lúc thiên địa sơ khai đến khi tiêu tán sẽ để lại diệt hồn châu lệ. Bị ma thần tách thành bốn hạt châu, theo thứ tự là Huyễn Nhan, Khai Dương, Tham Lang, Tụ Sinh. Ma thần dùng hơn phân nửa linh lực cho cùng bi đạo, cuối cùng khi luyện hóa bốn thần châu đó lại mắc sai lầm. Bị thượng cổ yêu vương bên người lấy mất Huyễn Nhan châu cùng Tụ Sinh châu, ma thần thất bại, tà cốt tiêu tán. Con ngươi Triệu Du dần dần tan biến, lão nắm chặt tay Đạm Đài Tẫn, nhưng cùng bi đạo vẫn còn, Hạn Bạt thức tỉnh, ma khí vẫn còn. Tự anh muốn mượn ma khí để chuyển hóa linh khí khắp thiên hạ thành ma khí, mở ra cùng bi đạo, để toàn bộ lục giới biết thành yêu ma. Thượng cổ yêu vương, Đạm Đài Tẫn nhớ tới võng địa hoang vu kia, nam nhân đang chờ đợi Tô Tô cha ruột của Tiểu Phượng Hoàng. Ra là người này, cùng bi đạo một khi mở ra, người sống sót được sẽ biến thành yêu ma, còn lại sẽ chết vị xung khắc tiên ma chi khí. Giống như việc hiện tại tự anh đưa ma đan vào người tiên giới vậy. Thượng cổ yêu vương động tình, cuối cùng quay đầu ngăn trở cùng bi đạo mở ra, như vậy lục giới mới vạn năm yên ổn như vậy. Đáng tiếc đây chỉ là những chuyện cũ, đều đã bị chôn vùi trong đống tro tàn của lịch sử. Huyễn Nhan, Tham Lang hiện giờ đều đang ở trong tay tự anh. Triệu Du nói, ta đã lấy đi Khai Dương, nhưng chưa kịp chay bao xa thì bị tự anh phát hiện. Bởi vậy mới bị đả thương, mi tâm còn có một giọt máu của Hạn Bạt chấm vào. Hạn Bạt vốn là thủy tổ của cương thi, nếu lão chết thì tự anh có thể tùy ý sử dụng. Vất vả lắm Triệu Du mới chống cự được đến khi trở lại nhân gian, ngay lúc nhìn thấy Chiêu Hòa Thành bị diệt vong,
Công Giã Tịch Vô đến đoạt lấy viên tụ sinh châu cuối cùng. Triệu Du từ trong ngực lấy ra một hạt châu tỏa ra ánh sáng màu vàng, bỏ vào trong lòng bàn tay Đạm Đài Tẫn. Có thể trước khi chết gặp được con, vi sư rất vui. Triệu Du cười nói, thế gian nói nuôi con dưỡng già, ta thu nhận được hai người đệ tử, trước khi đi có thể nhìn thấy con, cũng không tính là thiếu thốn gì. Cầm lấy khai dương châu, con sẽ biết nên làm thế nào. Đạm Đài Tẫn nói, người sẽ không chết, bây giờ ta sẽ mang người về Tiêu Giao Tông. Triệu Du, ta toàn thân ma khí, đã thành đọa tiên, người lại đem khai dương châu đưa cho ta, nếu như người thật sự nghĩ đến chúng sinh, hãy chống cự đến lúc gặp được Tàng Hải, tự mình giao cho hắn. Triệu Du cười ôn hòa, Cửu Mân, còn nhớ hay không, vì sao vi sư lại đặt cho con cái tên này? Cửu Mân là càn khôn tươi sáng, vô thượng cửu thiên, con sinh ra bất thường, mệnh cô độc. Nhưng không một ai vĩnh viễn trở thành một bộ xương trắng mục nát trong bóng tối, con đã ở sông Quỷ Lệ cả 500 năm. Nếu như không phải trong nội tâm còn có tình yêu, làm sao có thể kiên trì đến tận bây giờ? Tình yêu trong con vẫn còn, vĩnh viễn con sẽ không đọa ma. Cửu Mân, nhân gian đã vào đông rồi, vi sư có thể cầu xin con một chuyện cuối cùng không? Hôm đó, Tô Tô trên đường tìm đến Chiêu Hòa Thành, trông thấy con sông đào bảo vệ thành đã loang một màu máu. Vô số tu chân giả căm giận chạy tới Chiêu Hòa Thành, trước khi Tô Tô vội vàng ngự kiếm tới, đã nghe thấy có người kinh hô. Nàng xuyên qua đám người, nhìn thấy bạch y thiếu niên cô độc. Hắn vẫn gầy như cũ, nắm chặt một thanh kiếm, ngồi ở trên bậc thang, sau lưng lửa lớn cháy hừng hực, trong màn lửa, lờ mờ có thể thấy được Triệu Du tiên khu đã hóa thành bụi trần. Kiếm của các tu sĩ toàn bổ chĩa vào hắn, hắn ngồi an tĩnh, nắm chặt hỗn nguyên kiếm mà khi Triệu Du còn sống đã để lại, chỉ một người một kiếm, lại khiến tất cả mọi người không dám tới gần. Ma tu thương Cửu Mân, ngươi phản bội sư môn, sát hại ngươi sư tôn Triệu Du, đại nghịch bất đạo, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Thí sư phản đồ, tiên môn bại hoại, người người chỉ có thể tru diệt. Ngươi giết hại phàm nhân, giết bách tính 42 thành trì, hôm nay còn tàn sát toàn bộ Chiêu Hòa Thành, tiên môn không thể tha cho ngươi, thiên đạo cũng không tha cho ngươi. Tô Tô thậm chí còn nhìn thấy Tàng Hải. Tàng Hải lảo đảo từ trên tiên kiếm rơi xuống, nhìn lên bậc cấp, mắt đỏ hoe nắm chặt lấy cổ áo Đạm Đài Tẫn. Vì cái gì mà ngươi lại giết sư tôn? Bọn họ nói gì ta đều không tin, nhưng ta đã tận mắt nhìn thấy, ngươi dùng hỗn nguyên kiếm đâm vào người sư tôn. Ngươi dùng lửa thiêu đốt tiên khu của sư tôn, người coi ngươi như con của mình, toàn bộ tâm huyết cả đời đều truyền lại cho ngươi. Vì cái gì? Ngươi nói cho ta, vì cái gì? Đạm Đài Tẫn ngước mắt, những đệ tử ngày xưa yêu thương hắn giờ đây đôi mắt hằn lên tia đỏ, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Hắn chưa từng có giờ phút nào lại cảm thấy như nghẹn ở cổ họng như vậy. Đạm Đài Tẫn định không giải thích, lần này nhìn không được phải mở miệng, bởi vì nếu như người chết. Chủ thượng làm rất khá, cung nghênh chủ thượng hồi ma vực. Không trung ma khí tứ phía, ma tu áo tím cười cười, mang theo một đám đệ tử ma giới quỳ trước Đạm Đài Tẫn. Kinh Diệt nói, chủ thượng đã chịu nhục làm việc lớn, đám lỗ mũi trâu này dám bất kính với chủ thượng, hôm nay bọn chúng chỉ có đến mà không có về. Đạm Đài Tẫn dừng một chút, cảm nhận được cái gì, sắc mặt trở nên rất khó coi, da trên mu bàn tay hắn bắt đầu lay chuyển, dường như muốn vỡ vụn chóc ra. Hồ Yêu đã từng nhìn thấy một lần, cũng biết không ổn, quả nhiên ngay tại lúc này, thân thể Đạm Đài Tẫn lần nữa vỡ tan. Kinh Diệt đã động tay với Tàng Hải. So với tu vi của y, Tàng Hải đâu phải là đối thủ, mắt thấy Tàng Hải sắp máu me bê bết, một thanh đàn không mang theo ánh sáng màu xanh ngăn lấy trước mặt Tàng Hải. Tô Tô đánh một chưởng vào trọng vũ cầm bay tới, đụng vào đầu Kinh Diệt. Kinh Diệt không kịp chuẩn bị gì nên bị đánh tới, ánh mắt ngang ngược, lại là ngươi tiểu nha đầu này. Tô Tô thấy tức giận, bọn ma tu này hiển nhiên cố ý không cho Đạm Đài Tẫn mở miệng. Nàng tới muộn, không nhìn thấy Đạm Đài Tẫn giết Triệu Du, Đạm Đài Tẫn sẽ không giết Triệu Du, nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra. Trọng vũ bay trở về trong tay nàng chỉ gảy một dây đàn, Kinh Diệt liền vội vàng vươn tay cản lấy. Vẻ mặt y âm tình bất định, nhớ tới nhiệm vụ lần này, y vội vàng kéo Đạm Đài Tẫn đi, chủ thượng, cùng thuộc hạ đi. Đôi ngươi bạch y thiếu niên lại nhìn thiếu nữ kia. Chủ thượng, đi mau. Hồ Yêu cũng vội vàng nói, Tẫn Hoàng, tranh thủ thời gian tìm một chỗ tránh một chút, đừng để bọn họ nhìn thấy ngài.
bằng không thì đến lúc đó có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Đạm Đài Tẫn lại chỉ nhìn Tô Tô, lúc ấy, hắn chỉ nói được từng chữ với một âm thanh vỡ vụn, nàng cũng tới để giết ta sao? Ta mặc bạch y, làm việc thiện, ta học theo công giã tịch vô, học theo Nguyệt Phù Nhai, vì sao nàng vẫn không yêu ta? Mắt thấy thân thể của hắn càng lúc càng mờ dần, dường như muốn rời khỏi nơi này. Tô Tô tiến lên một bước, muốn giữ chặt tay của hắn. Trọng Vũ truyền âm tới, sự tình không hay rồi, Tô Tô, bất luận như thế nào, giữ hắn lại. Không phải, Đạm Đài Tẫn, Tô Tô cắn răng, hai con người rạng rỡ, quyết tâm liều mạng, ta đến để thực hiện lời hứa, cho nên, ngươi đừng nhập ma nữa. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE Trường Nguyệt Tẫn Minh của tác giả Đằng La Vi Chi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 113, Bán Thần. Khi tay Tô Tô chạm vào tay Đạm Đài Tẫn, trong nháy mắt, hắn như bị đốt lấy, đột ngột thu tay lại. Đồ thần nỏ cảm nhận được nỗi lòng của chủ nhân, vụt bay ra ngoài, ngăn lại trước mặt mọi người. Đừng nhìn, ngươi đừng nhìn. Cung nỏ màu đen lôi điện tỏ khắp, không phân địch ta quét sạch ra ngoài, chĩa vào đôi mắt của mỗi người. Có người đau đớn thét gào, Tô Tô vội vàng lấy tay áo che mặt, kết quả sau một màn công phu đó, người đã không thấy tăm hơi. Tô Tô cúi đầu nhìn tay mình, tại sao có thể như vậy? Nàng chạm đến ngón tay Đạm Đài Tẫn, mang theo chút máu tươi. Hắn rốt cuộc, làm sao vậy? Hổ yêu hóa lớn, chở Đạm Đài Tẫn chạy đi. Đi theo Đạm Đài Tẫn đã lâu, Tẫn Hoàng xưa này hào phóng, thế nhưng tu vi của hổ yêu vẫn mãi thấp. Nó bình thường không tập luyện, bây giờ toàn thân đều là thịt mỡ. Hổ yêu lè lưỡi ra, mệt mỏi không thở nổi. Đồ thần nỏ đi theo nó, huyễn ra một mũi tên sắc bén đột nhiên đâm lấy mông của hổ yêu đau đến ngao một tiếng, kẹp chặt cái đuôi, giây lát giống như một cơn gió, thân ảnh biến mất. Ma thần nỏ theo sát nó, trí thông minh của nó không cao, không biết giờ đây nên tránh đi đâu, đành phải đưa Đạm Đài Tẫn đến nơi lúc trước gặp được sư tôn. Thầm nghĩ đến sống quỷ lệ âm trầm đó, hổ yêu dùng mình một cái, Đạm Đài Tẫn rơi xuống mặt đất. Hắn y phục đã rách tơi, lồng ngực tái nhợt gầy gò, dấu vết của ác quỷ chém đầy dữ tợn. Những vết nứt màu đỏ uốn lượn trên thân thể của hắn, giờ đây hắn giống như một cái thây bị bầm nát. Vết rách trên người hắn nứt ra, ngón tay hắn gắt gao ghim xuống mặt đất. Hắn đang bị hủy gân phân cốt, làn da trên mu bàn. Tay đã vỡ vụn mọc tốt trở lại, cứ lặp đi lặp lại như thế, dần dần trở thành một huyết nhân, giống như bộ dạng lúc Triệu Du năm đó gặp hắn. Hắn như từ sông quỷ lệ âm u bò ra, chỉ có xương cốt ánh lên những tia sáng rực. Trăng không biết đã lên từ lúc nào, vào đông ánh trăng nhạt nhòa, giống như một lưỡi liềm lạnh lùng nhìn xuống hắn. Đêm dài rằng rặc, xung quanh những con quỷ đang lăm le ngọ nguậy. Đạm Đài Tẫn biết, hắn hiện tại yếu ớt đến mức có thể mặc người ta chém giết, còn là một đại yêu, hắn không hề có đủ sức để đánh trả. Không thể chết, không thể chết. Ngón tay Đạm Đài Tẫn cào lấy bùn đất, từng chút bỏ về phía trước. Hồ yêu hoàn toàn không dám đụng vào hắn, hắn hiện tại chỉ chạm một cái liền vỡ nát, nó chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi hắn, đề cao cảnh giác, cắn chết lũ yêu vật ngấp nghé lấy Tẫn Hoàng. Đạm Đài Tẫn không biết đã bò được bao lâu, hắn bò đến một cái sơn động rồi nằm dạp trên mặt đất. Mặt đất lạnh lẽo kề bên gương mặt của hắn. Trời sắp sáng, một đứa trẻ ở nhân gian kiếm củi đi ngang qua, hốt hoảng kêu lên, quái vật, nơi này có quái vật. Đánh chết hắn, đánh chết quái vật. Đất cát bị ném vào cửa hang. Hồ yêu không thể nhịn được nữa xông tới, dọa bọn chúng đi. Trong không gian mông lung, có một âm thanh sâu kín cảm thán. Hối hận rồi sao? Đây chính là ngày khi bước vào sông quỷ lệ của minh giới để tìm nàng ta suốt 500 năm. Mỗi năm đều như thế, thoáng chốc đã 500 lần. Tu sĩ hiểu lầm ngài, phàm nhân gặp ngài thì sợ hãi, người ngài yêu hận ngài. 500 năm khổ sở đó một mình ngài trải qua. Vẫn chưa rõ ràng sao, vốn là trời sinh tà cốt, thế gian này, nơi nào có thể chứa chấp ngài. Một nữ tử chống lấy thanh dù đỏ, bước chân nhẹ nhàng dừng lại, thương hại nhìn hắn. Tô Tô vốn đang có thể truy tìm đến nơi Đạm Đài Tẫn đáp xuống, thế nhưng bị đồ thần nỏ quấy nhiễu, khí tức của hắn hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chiều, hòa thành xác chết ngổn ngang, trên mặt đất cũng không ít thi thể của yêu vật.
Trọng Vũ hóa thành một thanh kiếm, nàng ngự kiếm phi hành ở trên không, thấy cả thành trì cơ hồ đã biến thành một tòa thành chết. Hiện giờ ai ai cùng nói là Đạm Đài Tẫn làm. Sự việc Đạm Đài Tẫn dùng Hỗn Nguyên kiếm đâm vào người Triệu Du đã có không ít người nhìn thấy. Tàng Hải ngày xưa từng tín nhiệm Đạm Đài Tẫn đã tại Tiêu Giao Tông tuyên bố lệnh tru sát. Tiêu Giao Tông đệ tử hễ ai trông thấy Đạm Đài Tẫn liền giết chết không tha. Không biết bay được bao lâu, Tô Tô trông thấy một bóng người. Nàng hạ kiếm xuống, kinh ngạc nhìn người đang đến gần. Người tới nghiêng đầu, thời gian đột nhiên bị đánh vỡ, trước mắt là một gương mặt quen thuộc. Nhị ca, Tô Tô lẩm bẩm, lại là cố nhân của 500 năm trước, Diệp Chữ Phong. Là Diệp Chữ Phong, nếu thời gian lưu chuyển, là chuyển thế của Diệp Chữ Phong sao? Cô nương. Diệp Chữ Phong không nhận ra nàng, nghe thấy nàng gọi mình nhị ca, hắn ngẩn người, muội. Tiểu hồ ly trong ngực hứng phấn kêu chi chi chi. Diệp Chữ Phong trầm ngâm một lát, do dự nói với Tô Tô, muội là Tịch Vụ. Tô Tô không phủ nhận. Nhìn tiên tử xinh đẹp với chu sa trước mắt, Diệp Chữ Phong không khỏi cảm thán. Vô số người đã thành đất vàng bạch cốt, năm đó trước mặt hàng vạn tướng sĩ, thiếu nữ dứt khoát kiên quyết nhảy thành đã trở thành một cô nương tuyệt sắc. Sao huynh lại đi ra từ Chiêu Hòa Thành? Tô Tô nhìn hồ ly trong ngực hắn, hỏi, nó là Phiên Nhiên sao? Lúc này nói rất dài dòng, Diệp Chữ Phong cười khổ. Vốn dĩ 500 năm trước, hắn và Đạm Đài Tẫn đã rời khỏi Hoàng Cung Chu Quốc. Có một ngày Đạm Đài Tẫn nói hắn muốn đi tìm Vô Thượng Tiên Đạo. Trước khi đi, hắn đưa cho Diệp Chữ Phong một cái bình lưu ly, bên trong chứa một hồn một phách của Phiên Nhiên. Cũng chính năm đó Diệp Chữ Phong biết rõ Phiên Nhiên đã chết, nhưng nguyên nhân cũng là do Đạm Đài Tẫn nói gì nghe nấy. Những năm này, Diệp Chữ Phong mang theo bình lưu ly đi khắp nơi tam giới, trùng hợp giết được một con yêu vật, lấy được tụ sinh châu, dùng tụ sinh châu nuôi tàn hồn của Phiên Nhân, dần dần hồn phách trong bình lưu ly có ý thức. Hắn bỏ ra mấy trăm năm nuôi nấng một con tiểu hồ ly ngây thơ. Nhưng hồ ly lại không có thần trí, không phải là cửu vĩ hồ của vài ngàn năm trước, cũng không phải thất vĩ của năm đó nữa. Nó chỉ là một con yêu hồ bình thường, chỉ có vỏn vẹn một cái đuôi. Diệp Chữ Phong xem nàng ta như người yêu từng mất đi giờ đã trở về, nàng ta lại không nhận ra Diệp Chữ Phong, chỉ coi hắn là chủ nhân đã nuôi nấng nàng. Tiểu hồ ly luôn muốn được tự do, hàng năm chạy trốn, nhớ về rừng cây. Cho đến một ngày, nàng ta rốt cuộc cũng chạy thoát khỏi Diệp Chữ Phong, khi ngoái lại nhìn thì thấy nam nhân ngày ngày kiên cường cứng nhắc lại đang nhìn theo bóng lưng nàng ta lã chã rơi lệ. Hồi lâu, nàng ta do dự trở về bên cạnh hắn. Về sau, Diệp Chữ Phong đến Chiêu Hòa Thành, hắn ta nuôi yêu hồ, nhân gian không chứa nổi hắn. Thế mà thành chủ của Chiêu Hòa Thành lại cho hắn ta và Phiên Nhiên một cuộc sống yên phận. Đáng tiếc đều đã bị yêu ma hủy hoại, bây giờ Chiêu Hòa Thành không còn tồn tại nữa, nhờ có Triệu Du Tiên Tôn mà bọn họ mới nhặt về một cái mạng. Nói như vậy, huynh trông thấy người đồ sát thành phải không? Tô Tô hỏi. Diệp Chữ Phong liếc nhìn nàng một cái, nói a, người kia giống Tiêu Lẫm như đúc, cầm một thanh ma kiếm kinh khủng. Hắn ta giống như Đạm Đài Tẫn, nghĩ tam muội muội yêu tha thiết Tiêu Lẫm. Là sư huynh, Tô Tô thấp giọng nói, vốn dĩ không phải Đạm Đài Tẫn. Tam muội muội, muội có thấy vị tiên tôn cứu ta không? Diệp Chữ Phong lo lắng nói, lão đã cứu ta và Phiên Nhiên, thế nhưng ta thấy trên người lão có ma khí, giống như đã bị ma vật đả thương. Tô Tô mới biết người cứu Diệp Chữ Phong chính là Triệu Du. Huynh nói, trên người Triệu Du tiên quân có ma khí. Nàng trong nháy mắt liên tưởng tới những người bị ma đan cắm vào trước đó, Đạm Đài Tẫn có phải cũng là vì nguyên nhân này mới giết sư tôn bị nhập ma? Không được, người của yêu ma giới hiện tại nhất định đang tìm Đạm Đài Tẫn. Tu sĩ và phàm nhân đều muốn giết hắn, nếu như mình đứng trước loại tình huống này, Tô Tô không thể xác định nàng có thể vì hiểu lầm này nhập yêu ma giới hay không. Nàng lập tức phải đi tìm hắn, đem Đạm Đài Tẫn mang về. Tam muội muội, Diệp Chữ Phong đột nhiên nói, năm đó ta và bệ hạ sau khi tách ra, kỳ thật không có đi xa, ta có đi theo hắn, thấy hắn nhảy vào sông Quỷ Lệ ở minh giới. Muội biết sông Quỷ Lệ là chỗ nào mà phải không? Tô Tô sửng sốt. Nàng đương nhiên biết. Khi còn bé Câu Ngọc vẫn còn, nàng rất nghịch ngợm nên nó liền kể chuyện xưa để dọa nàng. Trong trí nhớ của nàng, đáng sợ nhất có hai chuyện, một là ma thần lật tay mây trở tay thành mưa, hai là sông Quỷ Lệ âm u đáng sợ. Nghe nói đầu bên kia sông không có điểm cuối, không ánh sáng, không sự sống,
hồn phách ở bên trong sẽ bị cắn xé vỡ vụn, một khi rơi xuống sẽ bị tàn hồn cắn nát, hồn phi phách tán. Năm đó hắn đối phó với Diệp gia, ta cũng hận hắn, ta thậm chí còn nghĩ tới, chờ đến lúc lấy được hồn phách của Phiên Nhiên, ta sẽ liền nghĩ kế giết hắn. Thế nhưng về sau, Diệp Chữ Phong thần sắc phức tạp, ta cảm thấy không cần ta động thủ, hắn cũng đã sống không bằng chết, ta lại bắt đầu thương hại hắn. Chí ít, Phiên Nhiên của hắn vẫn còn một hồn một phách, còn Tô Tô thì không để lại cho Đạm Đài Tẫn bất cứ thứ gì. Còn có một đồ vật ta muốn đưa cho muội. Diệp Chữ Phong từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái ban chỉ cũ kỹ. Hắn đã cứu tổ mẫu trở về sau ta phụng dưỡng chăm sóc cho tổ mẫu đến khi mất, đây là thứ tổ mẫu để lại cho muội. Người trước khi mất chỉ có một nguyện vọng, nói rằng tịch vụ gả cho hắn, đời này phải thật tốt. Mong người kia chân muội trọng muội, thương, muội tiếc muội, một đời một kiếp. Ban chỉ ấm áp đặt vào lòng bàn tay. Linh đài giống như bị gõ nhẹ mở ra một cánh cửa. Nỗi oán hận đã từng hứa với Diệp Tịch Vụ lại không làm được nên tự trách, ngay lúc này đều đã xóa nhòa. Một giọt nước mặt rơi trên ban chỉ. Tô Tô cứ nghĩ sau khi tu vô tình đạo, đời này sẽ không khóc nữa, nước mắt của nàng đã khô cạn. Thế nhưng giờ phút này, yêu hận của Diệp Tịch Vụ, yêu hận của Lê Tô Tô, toàn bộ đã đạt được một đáp án. Cù Huyền Tử đã nói dần dần sẽ nhận ra, không phải người vô tình, sao lại tu vô tình chi đạo. Chỉ có cùng quá khứ của chính mình hòa giả mới có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được vô tình đạo. Thái thượng vong tình, tất trước động tình, vốn dĩ nàng vẫn luôn được yêu thương. Bất luận là tổ mẫu hay Đạm Đài Tẫn đã từng không có tơ tình. Hắn dùng phương thức đau đớn nhất, ngốc nghếch vụng về nhất trên đời để yêu nàng. Không biết bây giờ nàng tìm hắn trở về, còn kịp không? Diệp Chữ Phong kinh ngạc nhìn thần nữ trước mắt, chu sa giữa mi tâm nàng như nước mắt choáng mở, lại như hoa quỳnh nở rộ, chu sa sáng rực hóa thành một nửa thần ấn quạnh quẽ. Phượng Hoàng vốn nên sinh ra là thần, thế nhưng huyết thống bán yêu bán thần của nàng lại bị tận lực áp chế. Như vậy mới có thể lịch kiếp trùng sinh, hôm nay đối với Tô Tô mà nói lịch kiếp mới thật sự kết thúc. Con đường thành thần của nàng, vỏn vẹn chỉ còn cách nửa bước. Tô Tô không ngờ rằng, một lần bỏ lỡ, nhân gian đã trải qua một tháng. Nhân gian vào đông nhiệt độ vẫn cao, tiên giới năm tháng trôi qua chậm chạp, nghe nói thượng cổ thần giới trong truyền thuyết thời gian sẽ ngưng trệ. Nàng không tìm được Đạm Đài Tẫn, Cù Huyền Tử cùng các đại năng ở tiên giới cũng đã tìm được cách vào ma vực, hôm nay lập tức phải xông vào ma vực, phá hủy cửu chuyển huyền hồi trận. Tô Tô thấp mắt, hạt châu màu xanh lục trong lòng bàn tay tỏa sáng. Đây là tụ sinh châu, mặc dù không biết nó có tác dụng gì, nhưng Diệp Chữ Phong và nàng đều biết nó rất quan trọng. Càng đến gần ma vực, Diêu Quang càng khẩn trương. Khác với tâm tình của những người đi diệt ma, bây giờ Công Giã Tịch Vô đã mất hết tâm trí và giết không ít người, Diêu Quang càng thấy thấp thỏm. Diêu Quang hy vọng Công Giã Tịch Vô có một chút hy vọng sống sót, chỉ cần ma đan trong cơ thể sư huynh được lấy ra, hắn vẫn sẽ là sư huynh với tấm lòng rộng mở. Nhưng nếu không cứu được sư huynh ra, Công Giã Tịch Vô sẽ hoàn toàn là người của ma tộc. Bia giới chễm chệ xuất hiện trước mắt. Có người vui vẻ nói, ma vực mở. Mở, giết ma nữ tự anh kia, giết kinh diệt, phá hủy cửu chuyển huyền hồi trận. Vừa dứt lời, một thanh dù đỏ xuất hiện trong tầm mắt mọi người cảnh giác lùi lại. Một tiếng cười duyên như chuông bạc truyền đến. Chư vị đường xa mà đến, tự anh dĩ nhiên cung nghênh. Dù nâng lên, lộ ra gương mặt ma mị của tự anh. Nhưng những kẻ hèn hạ này cũng dám ở trước cửa ta kêu gào. Ta đồng ý, nhưng ma quân ta cũng không đồng ý đâu. Những lời ấy chọc tức Thanh Vô trưởng lão. Ma nữ, ngươi giết hại Tịch Vô đồ nhi của ta, nó đường đường là người của tiên môn, sao có thể cho phép ngươi làm nhục như thế, hôm nay Thanh Vô ta phải lấy cái mạng chó của ngươi. Dõng dạc đấy, tự anh ngôn từ quỷ quyệt, ma quân trong miệng ta có thể không phải tiểu tử Hành Dương tông các ngươi đâu. Thanh Vô hét lớn một tiếng, đánh về phía nàng ta. Vô số người của tiên môn cũng nhịn không được, theo đó mà đánh tới. Tự anh lại không nhúc nhích, ánh mắt mang theo nhiệt độ nóng rực nhìn về một chỗ nào đó trên không trung. Tô Tô có một sự cảm xấu, cũng theo đó nhìn lên. Chỉ thấy trong tầng mây ma khí cuồn cuộn, dần dần xuất hiện một huyền y thiếu niên, ma khí khiến quần áo hắn phần phật bay múa. Trên vạt áo đường vân màu bạc yêu dị, hắn lặng im cầm Trảm Thiên Kiếm. Nếu như nói lúc trước Trảm Thiên Kiếm trong tay Công Giã Tịch,
Vô Áp Bách rất mạnh, hiện giờ Trảm Thiên Kiếm trong tay hắn lại yên lặng đến đáng sợ. Trên trán hắn có đọa thần ấn như ngọn lửa lại như lưỡi dao đen. Thiếu niên mở to mắt. Từ xưa đến nay cảnh giới áp chế khiến đám người chịu không được lui lại. Cô huyền tử trong lòng cũng như chìm xuống đáy cốc. Sao lại như thế? Ma thần ấn trong truyền thuyết. Thiếu niên làn da vẫn bệnh trạng tái nhợt như xưa, gương mặt thanh tú, nhưng không một người nào dám xem thường hắn. Lần đầu tiên tông môn biết thế nào là chạy trốn, tiên môn trong nháy mắt loạn lạc. Thiếu niên mở miệng, lạnh như băng đọc rõ từng chữ, Trảm Thiên, Chu. Trảm Thiên kiếm rung động, màn trời bị xé rách thành một lỗ hổng, trong tay Đạm Đài Tẫn, toàn thân kiếm biến thành màu đỏ máu. Trảm Thiên kiếm rơi xuống, một màn kiếm khí như mưa lớn trăm dặm, những đệ tử chạy trốn không kịp kêu thảm, lập tức hóa thành tro bụi. Thiếu niên đè thấp giọng nói, vui vẻ cười lên. Hồn phách tu sĩ đều bay về trong bàn tay hắn, bị hắn bóp thành bột mịn. Phía sau hắn đồ thần nỏ kéo ra, nhắm ngay đám người. Hắn giết tu sĩ so với việc bóp chết một con sâu còn dễ dàng hơn. Các tu sĩ nhanh chóng nhận ra hôm nay không một ai có thể bước qua đại môn ma vực. Cù huyền tử nói, Tô Tô, đi mau. Nếu con không đi, tất cả mọi người sẽ bị chôn vùi ở đây. Ngay khi nỏ được kép ra, tay huyền y ma thần bị một người níu lại. Đạm Đài Tẫn. Thiếu nữ mi tâm có thần ấn như hoa quỳnh, trong mắt nàng long lanh ánh nước, Diệp Tịch Vụ đã trở lại rồi, còn ngươi. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE Trường Nguyệt Tẫn Minh của tác giả Đằng La Vi Chi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 114, Đường Về. Vô vàn yêu ma từ trong ma vực tràn ra, toàn bộ kinh sợ mà nhìn tân nhiệm ma quân. Tô Tô ngăn lấy Đạm Đài Tẫn, bị ngón tay tự anh đâm vào lòng bàn tay. Tất cả đều lọt vào trong tầm mắt của mọi người. Đạm Đài Tẫn ngoái nhìn, con ngươi màu đỏ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tô. Đầu ngón tay nhợt nhợt thuận thế bóp lấy cằm thiếu nữ. Thân hình hắn gầy yếu, lại cao hơn nàng rất nhiều, giờ phút này đang thấp mắt lạnh lùng nhìn nàng. Trong mắt hắn lạnh lẽo, ẩn ẩn lộ ra chút tàn nhẫn. Ánh mắt này chính là ánh mắt ma thần Tô Tô thường mơ thấy, nửa đêm tỉnh mộng. 500 năm trước, Tô Tô ở trên xe ngựa xem phàm nhân thiếu niên đóng vai. 500 năm sau, điều này đã trở thành sự thật. Diệp Tịch Vụ. Ánh mắt hắn đang ẩn chứa thứ gì, cười lạnh nói, ngươi không tự nhìn lại mình xem. 500 năm trước, ngươi đến bên cạnh ta, không phải vì sợ hãi có ngày hôm nay sao? Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng bản tôn sẽ lại bị ngươi lừa gạt một lần nữa? Vừa dứt lời, hắn nâng tay áo lên, trọng vũ hóa thành tiên kiếm, chống cự lại trước mặt Tô Tô. Đạm Đài Tẫn một chưởng đánh vào thân kiếm trọng vũ, Tô Tô lảo đảo, té ngã xuống đất. Đạm Đài Tẫn ngón tay nắm chặt, mang theo Trảm Thiên Kiếm, không nhìn nàng lấy một lần. Hắn đi về phía trước, đi đến nơi nào, nơi đó tiếng kêu thảm thiết không dứt. Tô Tô ôm chặt trọng vũ cầm, Đạm Đài Tẫn dĩ nhiên hoàn toàn hiểu rõ, từ lúc hắn trở thành ma, hắn đã đoán được ngay lý do 500 năm trước mình đến bên cạnh hắn rồi. Diêu Quang gọi, Tô Tô. Tô Tô ngẩng đầu, các yêu ma gieo hò cổ vũ, hóa thành từng đoàn hắc khí, dũng mãnh lao tới đám người tiên giới. Bầu trời biến sắc, mây đen hội tụ, yêu ma ở ma vực như là miệng cổ được mở tuôn ra hồng thủy, chảy xiết về nhân gian. Nhìn một màn trước mắt, thật giống với lịch sử trong trí nhớ. Ngày tàn của chư tiên, hàng vạn tiên mộ phần. Ác mộng của tất cả mọi người trên tiên giới, ngay lúc này bắt đầu. Không, không được. Tô Tô bò dậy từ trên mặt đất, Đạm Đài Tẫn. Thanh kiếm màu đỏ máu phản chiếu con mắt của thiếu niên mảnh khảnh, trong chớp mắt, hắn đã biến mất cách đó trăm bước. Một thanh dù đỏ xoay tròn ngăn ở trước mặt. Tô Tô, tự anh tiếp dù, khóe miệng cười cười, nhưng trong mắt lại mang mấy phần lạnh lẽo. Tiểu nha đầu, ngươi quá làm càn, quả nhiên đã thành bán thần, nhưng đáng tiếc, hôm nay ngươi phải chết ở đây. Tự anh nhìn thấy cô gái trước mặt uy hiếp không nhỏ, lần đầu tiên động sát ý mãnh liệt. Tâm tư Tô Tô khẽ động, lập tức có một kế hoạch, nàng không đuổi theo Đạm Đài Tẫn nữa, dứt khoát nghênh chiến với Hạn Bạt. Trọng vũ hóa thành đàn không, nằm ngang trước mặt Tô Tô. Tô Tô bây giờ sử dụng trọng vũ không cần lo lắng bị phản phệ nữa, âm thanh như nước chảy róc rách, mảnh như tơ, sắc như dao. Tự anh vốn cho rằng có thể tùy tiện giải quyết tiểu nha đầu này,
thế nhưng lại phát hiện ra Toto rất khó giải quyết, không hề dễ dàng như tưởng tượng. Ánh mắt nàng ta lưu chuyển, nhìn thiếu nữ cô độc đối diện, cười nói, ngươi có biết lúc ta tìm tới ma quân, ngài đang ở đâu và vì sao lại nguyện ý nhập ma không? Toto có chút hoảng, môi đỏ tự anh khẽ mở, vấn đề này, chỉ sợ người vĩnh viễn sẽ không biết đáp án. Vừa dứt lời, một đạo ánh sáng tím đánh vào người Toto, kinh diệt chẳng biết từ khi nào xuất hiện sau lưng Toto. Khóe miệng Toto chảy xuống máu tươi, giống như một chiếc lá tàn lụi, từ không trung rơi xuống. Dù trong tay tự anh bay ra, đâm thẳng vào tim Toto. Diêu Quang muốn ngăn lại, Toto. Cù huyền tử, Toto. Một mũi tên màu đen xuyên qua màn trời, xuyên qua mây đen, đâm vào dù đỏ. Tự anh lảo đảo lui lại một bước, không thể cười tươi, ma quân. Đạm Đài Tẫn con ngươi băng lãnh, dày đặc ma khí từ bên trong đi ra, trong ngực ôm lấy thần nữ từ không trung rơi xuống, nói, thu binh. Nhóm ma binh nghe thấy mệnh lệnh, đều đồng loạt trở về ma vực. Kinh diệt cũng chần chừ một lúc rồi cũng lui về ma vực. Sắp thành lại bại, tự anh qua đầu nhìn về phía tàn binh tiên giới, cảm thấy không cam lòng, cơ hồ đỏ cả vành mắt. Đạm Đài Tẫn dùng giọng điệu không chút tình cảm nào nói, viên, tụ sinh châu cuối cùng đang ở chỗ Toto. Nghe được tin tức này, tự anh từ buồn thành vui. Trách không ngờ ma quân lại quay lại cứu bán thần thiếu nữ, ra là biết tụ sinh châu đang ở đâu. Chỉ cần viên tụ sinh châu cuối cùng này, cùng bi đạo liền có thể lập tức mở ra. Bây giờ Toto đã bị bắt, bọn chúng xác thực không cần thiết tiếp tục dây dưa với đám tiên giới lỗ mũi châu kia. Nàng cảm giác được có người đang nhìn mình. Toto bĩnh tĩnh, không dám mở to mắt. Vẫn yên lặng như cũ, người kia dùng ánh mắt băng lãnh căm hận nhìn nàng hồi lâu rồi mới đứng dậy. Ma khí hừng hực bên cạnh nàng, âm thanh xích sắt rầm rầm vang, thiếu nữ ghé vào một chỗ bóng loáng trên giường đá, hai tay bị xích sắt trói chặt. Qua hồi lâu, Trọng Vũ nói, người đi rồi, đừng giả bộ nữa. Toto vừa mới còn thổ huyết giờ đã mở to mắt, hoàn toàn không việc gì từ trên bệ đá ngồi xuống. Nàng lau đi vết máu nơi khóe miệng, khoang miệng bị cắn nát trong nháy mắt khỏi hắn. Toto thấp mắt dò xét cảnh vật xung quanh. Trọng Vũ nói, hắn nhốt người vào ma vực thủy lao, nhắc tới cũng kỳ quái, ma vực không phải không có một ngọn cỏ sao, vậy mà nơi này rất sáng, lại còn có hoa. Toto đưa mắt nhìn sang, bên trong thủy lao quả nhiên như Trọng Vũ nói, từng đóa hoa sen tím nở lớn. Nếu như xung quanh hắc khí không tỏa khắp, cảnh tượng này sẽ được ca ngợi là cảnh đẹp. Vài tia sáng chiếu lên người nàng, Toto ngước mắt, nhìn chằm chằm mấy chỗ thông sáng trong động, trong chốc lát nhịn không được cong lên môi. Trọng Vũ hoang mang, ngươi cười cái gì? Nàng không đáp. Cái người luôn miệng nói hận nàng đó đã đem nàng nhốt ở nơi duy nhất có ánh sáng ở ma vực, một nơi có sinh mệnh. Trọng Vũ, theo kế hoạch cũ hành động thôi. Được. Trọng Vũ biến thành một cái chìa khóa, theo thủ đoạn của Toto vừa vặn mở dây xích trên tay Toto. Toto bắt đầu thủ đoạn, thần ấn trên trán thanh lệ, tay nàng phất qua, trên bệ đá lớn, nhanh chóng hóa ra một cơ thể giống nàng như đúc. Trọng Vũ cao hứng nói, may mà trước khi đến ma vực đã dự liệu được loại tình huống này. Toto ngồi xuống, nói với con rối kia, nhờ ngươi. Con rối trên bệ đã cười gật đầu, nụ cười tuy giả mà thật, cơ hồ giống Toto thật như đúc. Thiếu mất sức mạnh yêu hồ trong cơ thể Diệp Chữ Phong, đây là nơi duy nhất của lục giới mà Huyễn Nhan Châu có thể tồn tại trong thời gian ngắn ngủi. Toto núp ở trong thủy lao. Trước khi đến ma vực, trong nội tâm nàng đã có dự cảm bất thường, một người tự nhiên biến mất, khắp nơi tìm không thấy, khả năng cao Đạm Đài Tẫn có thể đã đi ma vực. Được Huyễn Nhan Châu Trương Phương Thăng cho, Toto sớm cùng Diệp Chữ Phong bàn bạc, nếu đánh vào ma vực sẽ gặp nhiều biến cố. Vậy liền nghĩ cách chui vào ma vực, phá hủy tẩy tủy ấn cùng cửu chuyển huyền hồi trận. Biện pháp này cũng đã được Cù Huyền Tử đồng ý, đành phải làm khó cho Cù Huyền Tử tuổi đã cao, ở ngoài ma vực còn phải kiềm chế, cùng một đám tiểu bối diễn kịch. Chỉ có một người hoàn toàn không biết gì cả là Diêu Quang, trông thấy Toto bị thương bị bắt, suýt chút nữa thì lao đến, may mà sư tôn của nàng ta là Thanh Khiêm phản ứng nhanh, đem nàng ta đi mất. Thân hình Toto trong suốt, cẩn thận tránh các thủ vệ của ma tộc. Tới ma cung lần này so với lần trước cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trước đó chỉ toàn là cát vụn, bây giờ trở nên ngay ngắn trật tự. Dung nham ủng ục nổi bọt, bên ngoài ma cung mùi tanh nồng nặc, không có lấy một chút sinh mệnh, cũng không có nước, chỉ có máu. Cửu chuyển huyền hồi trận sẽ ở đâu,
Trọng Vũ biến thành một con bướm, bay ở cạnh Toto. Ở nơi quan trọng nhất. Nơi nào là nơi quan trọng nhất? Bước chân Toto dừng lại trước một chỗ, ra hiệu nó nhìn. Cung điện trước mắt là nơi tinh xảo nhất ma cung, có một con quái vật khổng lồ đang nằm sấp ở cửa ra vào. Trọng Vũ bay đến bên tai Toto, kinh ngạc, nói, lại là thượng cổ hung thú Thao Thiết. Một Toto dò xét, nàng thế nào lại cảm thấy Thao Thiết có bộ dạng ban đầu của lão hổ nhỉ? Nhưng điều này không quan trọng, nàng nhẹ chân nhẹ tay tránh đi Thao Thiết, chui vào trong điện. Trên vách tường ngọn lửa màu lam u ám cháy lên, huyền y thiếu niên chống cằm, con ngươi băng lãnh lười biếng nhìn người ở phía dưới. Mấy tu chân giả bị ép quỳ trên mặt đất, còn có thêm vài ma tu, Tự Anh và Kinh Diệt đứng ở hai bên. Đạm Đài Tẫn giơ tay lên, trong mắt hắn không có chút cảm tình nào, sau một cái chớp mắt, ngón tay chậm rãi nắm chặt, những người kia bất luận có ma khí hay linh khí đều dũng mãnh lao về phía hắn. Thoáng chốc, người trên đất hóa thành một bãi cát vàng. Trọng Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ đã đến đại bản doanh ma vực của ma quân, ba ma đầu lợi hại nhất đều đang ở nơi này. Dù là Toto cũng không dám tới gần, không dám nhúc nhích. Lần trước nàng còn bị Tự Anh phát hiện, lần này bất luận thế nào cũng phải hành sự cẩn thận. Nàng hiện tại là bán thần, ở giữa thần và tiên, chênh lệch chưa đến một cảnh giới, muốn che giấu thì bọn người Tự Anh thật đúng cũng không phát hiện được nàng. Đạm Đài Tẫn ngước mắt, ánh mắt đảo qua chỗ của Toto và Trọng Vũ. Lòng Toto thắt lại, suýt nữa thì bị phát hiện, cũng may thiếu niên rất nhanh rời đi ánh mắt, thấp giọng nói, ra ngoài, Tự Anh cùng Kinh Diệt cáo lui. Toto rất nhanh phát hiện sự khác biệt, Hạn Bạt trước mặt Công Giã Tịch Vô Yêu mị lại cuồng vọng, vậy mà ở trước mặt Đạm Đài Tẫn lại hoàn toàn kính cẩn nghe lời. Cảm giác không lừa được người, Hạn Bạt không thần phục Công Giã Tịch Vô, nhưng lại thần phục Đạm Đài Tẫn. Cho nên, Đạm Đài Tẫn đã xảy ra chuyện gì rồi? Toto nhìn trên người Đạm Đài Tẫn ma khí ngập trời, có khi nào ma đan không ở trong cơ thể Công Giã Tịch Vô nữa mà đã ở trong người Đạm Đài Tẫn rồi không? Cho dù không còn tà cốt, Đạm Đài Tẫn vẫn có thần tủy, còn có ma loại ma khí. Nói lại, có thể nói hắn là đọa tiên, cũng có thể nói là ma thần. Vậy sư huynh đang ở đâu rồi? Có nguy hiểm hay không? Tự Anh cùng Kinh Diệt đã rời đi, Đạm Đài Tẫn nhắm mắt lại, nằm trên chiếc giường màu đen. Ma khí lưu chuyển, ma ấn trên trán hắn yêu dị, đang chuyển hóa sức mạnh. Sự tình cuối cùng đã đi đến bước tồi tệ nhất. Toto không biết phải làm cách nào để có thể trở về thời điểm mọi chuyện chưa phát sinh, Công Giã Tịch Vô có lẽ còn một cơ hội, thế còn Đạm Đài Tẫn. Toto vững vàng, nàng biết bây giờ không phải là thời điểm cùng Đạm Đài Tẫn đọ sức giằng co, phá hủy cửu chuyển huyền hồi trận mới là quan trọng nhất. Ở bốn góc giường theo thứ tự có bốn hung thú, giống như sẽ mở ra một trận pháp nào đó. Toto đi đến một bên giường, Đạm Đài Tẫn đang chuyển hóa sức mạnh vẫn chưa tỉnh lại. Cái giường này rất rộng, Toto kéo váy bước lên, ngừng thở, nằm sấp tinh tế nghiên cứu đồ án. Huyền hồi, làm sao đi đến trận pháp đây? Nàng cùng Câu Ngọc có học qua trận pháp, cũng lĩnh ngộ được hàm nghĩa của một loại đồ án, đáng muốn đi chỗ khác xem xét đồ án. Người bên cạnh không biết đã mở mắt từ lúc nào. Toto, nàng lập tức không dám động đậy, cũng không dám rời đi ngay trước mặt hắn. Thiếu niên trở mình, gối lên cánh tay, mặt hướng về phía nàng, đôi mắt đỏ u lãnh. Nếu như không phải trong con mắt đó không có điểm nhìn, Toto còn tưởng rằng hắn đang nhìn mình. Nàng đột nhiên có vài phần bối rối, biện pháp này của Diệp Chữ Phong có ổn hay không vậy? Gần sát như vậy, Đạm Đài Tẫn chỉ cần lại gần thêm một chút, cơ hồ có thể chạm đến gương mặt của nàng. Hai người giằng co, thiếu niên duỗi ra ngón tay tái nhợt, toàn thân Toto căng cứng. Ngay lúc nàng cho rằng tay hắn sẽ đụng tới mình, một chiếc áo choàng đen bay tới, bị hắn giữ lại trong lòng bàn tay. Đạm Đài Tẫn xoay người lại, khoác lên áo choàng. Thần sắc hắn, lãnh đạm, đi ra ngoài cửa, đi thẩm vấn Lê Toto, con gái của huyền tử. Trọng Vũ hóa thành vỏ sò bay đến bên cạnh Toto, Toto, ngươi cảm thấy may mắn hay là thấy thất vọng? Toto trừng mắt với nó, không biết nói gì thì ngậm miệng. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE Trường Nguyệt Tẫn Minh của tác giả Đằng La Vi Chi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 115, kế sách. Đạm Đài Tẫn rời đi,
Toto cùng Trọng Vũ vội vàng tìm lối vào trận pháp trong tầm cung. Không phải cửu chuyển huyền hồi trận pháp, là sát trận. Toto nhìn chằm chằm bốn loại hung thú đồ án nói, tự anh là người cẩn thận, trước đó chỉ cho các yêu ma nhìn qua cảnh trong gương. Trọng Vũ bay tới, thừa dịp bọn chúng đang ở thủy lao, chúng ta đi nơi khác tìm xem. Được. Toto vừa định rời khỏi tầm cung của Đạm Đài Tẫn, ánh mắt đột nhiên rơi vào một cây đinh trên ghế đá. Toto, ngươi sao vậy? Toto đột nhiên nhanh trí, Câu Ngọc dường như đã nói qua với nàng mật đạo thời cổ thường dùng cách này để mở. Tay nàng chỉ vào, búng một cái, ánh sáng màu trắng trong suốt bao phủ lên tay nàng. Toto chỉ về phía Càn Nguyên Bát Chi Cát đổi hướng ba lần, kết một tiếng, một lối thông chỉ vừa một người vào xuất hiện. Toto cẩn thận đi vào. Trọng Vũ hóa thành vỏ sò phát ra ánh sáng trắng. Toto ban đầu nghĩ nơi này sẽ dẫn tới cửu chuyển huyền hồi trận, nào ngờ bên trong mật thất lại là một nhà tù. Thấy rõ nam tử đang bị trói ở xương tỳ bà, sắc mặt Toto biến đổi, tiến tới, sư huynh. Công Giã Tịch Vô bị bọn chúng nhốt ở nơi này. Ma văn trên mặt hắn đã rút đi, một gương mặt tuấn tú thuần khiết lộ ra, nghe thấy thanh âm, hắn mở mắt ra, Toto. Ma đan trên người hắn quả nhiên đã được lấy ra, Toto định chạm vào dây xích đang trói hắn. Không nên động vào. Công Giã Tịch Vô thấp giọng khục một tiếng, trên khóa có thuật pháp hợp với tẩm cung ma. Thần, muội chỉ cần động nhẹ vào thôi cũng lập tức bị phát hiện. Toto chỉ có thể dùng tay. Công Giã Tịch Vô thấp giọng nói, thật có lỗi, Toto, muội đùng xen vào chuyện của ta, ma vực nguy hiểm, nếu như có cơ hội, muội vẫn nên ra ngoài đi. Sư huynh nghĩ mình bị nhốt ở chỗ này là cách để huynh chuộc tội sao? Nhưng tất cả mọi người đều đang chờ huynh trở về, cha, Thanh Vô sư thúc, Thanh Khiêm sư thúc, còn có Diêu Quang sư tỷ. Hành Dương Tông đệ tử đều biết, bị đưa ma đan vào người không phải là điều mà huynh mong muốn. Công Giã Tịch Vô ngón tay run rẩy, không nói gì. Khoảng thời gian bị đưa ma đan vào người, trở thành một cây đao của Hạn Bạt, hắn đã giết rất nhiều người. Cho dù người khác có thể tha thứ cho hắn, chính hắn cũng không thể tha thứ cho chính mình. Toto biết được suy nghĩ trong lòng của Công Giã Tịch Vô, nói, bây giờ ma thần và thượng cổ Hạn Bạt đã xuất thế, người khắp lục giới đều cảm thấy bất an. Sư huynh, chúng ta cần huynh. Nếu như huynh cảm thấy mình đã phạm sai lầm, vậy thì hãy ngay lập tức lấy công chuộc tội, làm chút gì đó đi. Công Giã Tịch Vô nở nụ cười, giống bộ dáng phong hoa tuyệt đại kiếm tiên thuở trước. Được. Công Giã Tịch Vô lên tiếng, giống như đã từng dung túng cho Toto, hắn nói, sư huynh nghe lời muội. Sư huynh, ta đang tìm cửu chuyển huyền hồi trận, huynh có biết nó ở đâu không? Công Giã Tịch Vô nói, lúc trước ta bị đưa ma đan vào người, tự anh có dẫn ta đi qua một lần, ở cấm địa ma vực, chỗ đó cần một viên ban chỉ của thượng cổ ma thần mới có thể vào trong. Trước đó viên ban chỉ đó ở trong tay tự anh, hiện tại hẳn đang ở trong tay tân ma quân. Toto ở trong lòng khẽ nguyền rủa một tiếng, đồ ở trong tay Đạm Đài Tẫn, làm sao mà lấy được đây? Sư huynh ở đây chờ ta một chút, ta nghĩ được cách phá hủy cửu chuyển huyền hồi trận rồi sẽ mang huynh về nhà. Về nhà, con người Công Giã Tịch Vô run rẩy, hắn nói, được. Một Toto đã đi thật xa, Công Giã Tịch Vô vẫn nhìn theo bóng lưng của nàng, vẫn chưa thu tầm mắt lại. Toto dọc theo đường cũ trở về, phát hiện bọn người Đạm Đài Tẫn vẫn chưa trở lại. Nàng quyết định lần nữa tàng hình, lặng lẽ đi về phía thủy lao. Cũng không biết con rối có thể kiên trì được bao lâu, sẽ không bị lộ tẩy chứ. Bên trong thủy lao, ma sen màu tím tỏa mùi thơm ngào ngạt, tự anh bóp lấy cằm của con rối kia, nói, tụ sinh châu đang ở đâu. Con rối toàn thân đều là máu, nhìn tự anh cười một tiếng, ta không biết, ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi. Toto trốn ở đằng sau cột đá, quan sát tình huống, con rối đã bị tra tấn một hồi lâu. Nó không có sinh mệnh, cũng sẽ không biết đau đớn, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ không trụ được quá lâu. Tự anh lấy không được tụ sinh châu, trên mặt không có nổi ý cười, móng tay nàng ta dài ra, đâm vào cổ con rối. Khuôn mặt của con rối giống với Toto như đúc, lộ ra thần sắc thống khổ không chịu nổi. Toto nhìn về phía người ngồi ở chính giữa. Đạm Đài Tẫn một tay chống cằm, mặt không cảm xúc nhìn tự anh làm nhục Toto. Tựa hồ dù nàng có chết trước mặt hắn, trong lòng hắn cũng sẽ chẳng có bất kỳ gợn sóng nào. Toto nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng có loại mùi vị không nói được. Lần chia tay trước,
thiếu niên trong mắt rõ ràng có ánh lệ, mong ngóng nàng một lần ngoái nhìn. Khi gặp lại hắn đã trở thành ma thần giết người như chơi, tâm can lạnh lẽo quạnh quẽ, trong mắt không có nổi một tia ấm áp như trong ký ức. Nhớ tới Diệp Chữ Phong từng nói hắn đã nhảy xuống sông Quỷ Lệ, Tàng Hải từng nói vào 3 năm trước sư tôn đã nhặt được tiểu sư đệ. Hắn ở sông Quỷ Lệ tìm nàng trọn vẹn 500 năm, trong lòng Tô Tô có chút chan chát. Trọng Vũ lặng lẽ nhìn Tô Tô, nó có chút chột dạ, hiện tại vẫn chưa nói cho Tô Tô biết sự tình ở Thiên Lý Họa Quyển. Cảm giác của nó quả nhiên không sai, Đạm Đài Tẫn không phải là người tốt lành gì, còn là ma quân khiến cho mọi người run sợ. Thế nhưng, mọi chuyện phát triển đến một bước như ngày hôm nay, dường như chính mình cũng không thoát khỏi liên quan. Nếu như lúc ấy sau khi ra khỏi Thiên Lý Họa Quyển, mình nói cho Tô Tô biết Đạm Đài Tẫn không có nói láo. Tô Tô hoàn toàn đã hứa hẹn với hắn sẽ không bỏ rơi hắn, Đạm Đài Tẫn phải chăng sẽ không nhập ma. Nó nên nói hay không nói? Bây giờ nói những lời này, chẳng phải trong lòng Tô Tô đã rét vì tuyết lạnh vì xương rồi sao? Mắt thấy Tự Anh muốn giết chết con rối, một cây đao cắt lấy móng tay sắc bén của Tự Anh. Kinh Diệt nói, đủ rồi Tự Anh, ma quân còn ở đây, không tới phiên ngươi quyết định. Hiện tại nàng ta là người duy nhất nắm giữ Tụ Sinh Châu, ngươi giết nàng ta, chúng ta phải đi đâu để tìm Tụ Sinh Châu đây? Kinh Diệt trong lòng có tính toán của mình, biết nàng ta là cố nhân của ma quân. Ma quân, lúc trước còn cảm mến nàng ta, ma quân âm tình bất định, Tự Anh nếu như giết người này, ma quân sợ sẽ không vui. Tự Anh nhìn về phía Đạm Đài Tẫn, đôi mắt xinh đẹp của nàng ta tức giận, ma quân đại nhân có đau lòng cho Lê Tô Tô. Nàng ta cố ý kéo đầu của con rối lên, trong nháy mắt, gương mặt tuyệt sắc kia xuất hiện hai huyết ấn đỏ thẫm. Con rối kêu lên, Kinh Diệt nhẹ nhàng xách một tiếng. Ánh mắt Đạm Đài Tẫn rơi trên gương mắt của con rối, hắn cơ hồ cười một tiếng, đau lòng. Đạm Đài Tẫn hờ hững nói, ngươi xử trí nàng ta thế nào thì tùy ý các ngươi, bản tôn chỉ cần Tụ Sinh Châu. Dứt lời, hắn thoáng nhìn con rối kia lần cuối, thân sắc lãnh đạm, thân hình dần dần biến mất, hoàn toàn chẳng quan tâm đến Tô Tô. Tự Anh khẽ cười một tiếng, Kinh Diệt, thấy được không? Ma quân đại nhân thật đúng là nhẫn tâm mà. Môi đỏ nàng ta mở ra, nếu đã vậy, ta liền không vội, Kinh Diệt. Ngươi trông coi nàng ta, khi nào nàng ta chịu nói, khi đó mới bỏ qua. Cho nàng ta, Tự Anh tà váy uốn lượn, thản nhiên ra khỏi thủy lao. Đợi nàng ta rời đi, Kinh Diệt nhìn bóng lưng của nàng ta, phi một tiếng. Cũng chỉ là một bộ da huyễn hóa ra, đồ đàn bà độc ác. Thượng cổ hạn bạt cuồng vọng tự đại, thực lực mạnh mẽ. Nhưng yêu ma đều tham lam, không cam chịu dưới trướng người khác. Kinh Diệt đã từng là ma tu danh chấn một thời, trước Tự Anh còn là yêu hoàng, giờ đây lại thấp hơn nàng ta một đẳng, trong hắn sớm đã thấy không cam lòng. Hạn bạt đều sai khiến hắn giải quyết tốt hậu quả, cho dù bây giờ ma quân xuất thế, hạn bạt vẫn cao hơn hắn một đẳng. Kinh Diệt híp híp mắt, quay người nhìn chằm chằm con rối. Ngón tay hắn như đầu rắn lạnh như băng, sờ lên mặt con rối cắn răng lui lại. Kinh Diệt đáng tiếc nói, tiểu nha đầu, dù ngươi nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của ta, nhưng... Hắn liếm liếm môi, u ám cười lên, ở gần cổ con rối hít hà, bán thần, thần nữ, có tư vị gì đây? Không bằng ngươi ngoan ngoãn nói Tụ Sinh Châu đang ở đâu, ta có lẽ có thể tha cho ngươi. Tô Tô trốn ở sau cột đã nhìn nụ cười đầy tà khí của hắn, trong lòng khó chịu. Nàng hai tay kết ấn, định mượn nhờ con rối động thủ, cho hắn một bài học. Ai ngờ ngón tay Kinh Diệt mới động vào tà áo của Tô Tô, một đạo sấm sét đã bổ lên người Kinh Diệt. Kinh Diệt lảo đảo lùi lại một bước, chật vật nhìn khắp tứ phía, cắn răng quỳ xuống, ma quân, tiểu nhân chỉ dọa nàng ta một chút. Bốn phía không có một ai, Kinh Diệt tuy không nhìn thấy người, cũng không dám lại làm càn. Nghĩ đến có lẽ ma tức của Đạm Đài Tẫn vẫn còn lưu lại thủy lao, ma tu dù dâm tà nhưng lại càng tiếc mạng đáng kinh ngạc. Hắn chưa đến tình trạng trầu trời, vội vàng lui xuống rời đi. Tô Tô cũng lập tức thu tay về, may mắn mình không có xuất thủ, nếu không thì chỉ sợ cũng bị Đạm Đài Tẫn phát hiện. Nàng nghĩ thầm, Tự Anh cẩn thận tàn nhẫn, Kinh Diệt này nhìn qua ngược lại là dã tâm. Bừng bừng, cũng có nhược điểm. Tô Tô lúc đầu chỉ định thử xem một chút thái độ, không ngờ thật sự lại tìm được cơ hội cho nàng. Kinh Diệt bây giờ là ma tu hợp thể kỳ, ngay sau đó sẽ bước vào độ kiếp kỳ. Hắn theo tà đạo, khác với Đạm Đài Tẫn, không có cách nào trực tiếp hấp thụ sức mạnh của các tu sĩ khác,
thế nên trong điện nuôi dưỡng không ít nữ tu. Toto theo sau, phát hiện những thiếu nữ đó đều là lô đỉnh. Có ma tu, cũng có tu sĩ chính đạo, các thiếu nữ quần áo tàn tạ, dung nhan khô bại. Trọng Vũ nói, Toto, đừng xúc động. Nó dò xét, tốt, Toto không xúc động. Toto sắc mặt rất khó coi, nhưng không kích động đến nỗi muốn lập tức xách kinh diệt ra đánh một trận. Hiện tại nếu nhất thời tức giận, cửu chuyển huyền hồi trận không thể phá hủy được nữa. Đến lúc đó không chỉ có lục giới gặp nạn, những thiếu nữ này cũng chạy không được. Những cô nương đáng thương này đang thoi thóp, Trọng Vũ thanh âm non nớt thở dài, làm lô đỉnh đáng thương như thế đó. Tu vi sẽ biến mất, dung nhan sẽ khô bại, xác thịt vốn còn trẻ sẽ từ từ suy yếu dần, dần dần già đi. Toto đột nhiên nhớ tới trong mộng cảnh yểm ma tạo ra, bạch y thiếu niên từng đến bên nàng, cam nguyện làm lô đỉnh của nàng, giúp nàng tu bổ mệnh hồn. Hắn cũng biết rõ kết cục, lô đỉnh không chỉ có đê tiện, hắn còn sẽ trở nên suy yếu rõ rệt, chậm rãi già đi. Toto rũ mắt, nỗi lòng phức tạp. Theo đuôi kinh diệt một hồi, Toto phát hiện hắn đang chọn các mỹ nhân mới. Vốn cho rằng hắn đang chọn lô đỉnh cho mình, thế nhưng hắn không làm gì những người kia cả, ngược lại còn đang dặn dò cái gì. Ma tu chúng mỹ nhân tư thái yêu mị, trong mắt có chờ mong và dã tâm. Ma vực đêm tịch mịch, còn lạnh lẽo. Kinh diệt cười nói, ma quân cũng không phải không gần nữ sắc. Nếu các ngươi ai thực sự nắm bắt được tâm tình của ma quân, có lẽ tương lai sẽ thành ma hậu không chừng. Kinh diệt đại nhân nói đùa. Rồi, nhóm ma tu cùng kinh diệt trêu đùa. Kinh diệt bắt lấy một người, vuốt lưng nàng ta, một hồi ta liền đưa các ngươi đi. Toto khẽ đếm, khoảng chừng có 9 nữ ma tu. Kinh diệt thật là biết chơi, đạm đài tẫn diễm phúc không cạn. Trọng Vũ dừng trên vai nàng, Toto, ngươi dường như không được vui. Không có. Toto nhét nó vào túi càn khôn, nguyên tắc đầu tiên khi bước vào đời, làm thật nhiều chuyện, ít nói chuyện lại. Trọng Vũ cái hiểu cái không, có thật không? Thật. Cũng thua kinh diệt chiêu này, Toto đang nghĩ làm sao để lấy ban chỉ trên tay đạm đài tẫn. Ma vực không phân biệt ngày đêm, vừa đến một thời điểm nào đó, nhiệt độ sẽ thấp đột ngột. Theo lý thuyết tiên ma sớm đã không sợ rét lạnh, thế nhưng lần này thật sự lạnh thấu xương. Các yêu ma nói khoảng thời gian này là đêm. Ma vực hư cảnh gian khổ, không có lấy một ngọn cỏ. Đêm ở ma vực tịch mịch, ma cung bên trong thì ngay ngắn trật tự, bên ngoài yêu ma tứ phía lại phóng túng giao hợp. Sau khi trời vào đêm, kinh diệt mang theo đám nữ ma tu yêu mị đi đến tẩm điện của đạm đài tẫn. Ta vào trong chuẩn bị, các ngươi mang theo rượu ở ngoài này. Chúng nữ gật đầu. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Toto lặng lẽ đánh ngất xỉu một nữ ma tu trong đám người đó, tiếp lấy vò rượu trong tay nàng ta. Những nữ ma tu này tướng mạo yêu diễm, tu vi lại thấp, Toto thay xà đổi cột, bưng lấy rượu xuất hiện, không ai phát hiện ra đồng bọn bị đổi người. Các nàng ta cố ý đeo mạng trong suốt, càng tăng thêm vẻ yêu dị, cũng lộ ra vòng eo mềm mại. Để đảm bảo vạn vô nhất nhất, Toto hóa thành dáng dấp của nàng ta, đổi mạng che mặt thành dao xa. Xóa đi bán thần hoa quỳnh ấn trên trán, học theo tư thế của nữ ma tu, ở đuôi mắt có đính thêm vài viên đá màu tím. Chỉ chốc lát sau, kinh diệt đi ra, thấp giọng nói, đi vào. Toto cúi đầu, cùng chúng ma tu đi vào. Rượu trong ngực nàng đang ôm gọi là say thần nhưỡng, trước. Kia là loại nhân gian tiến cống cho thần linh, hiện tại không biết làm sao tại ma cung xuất hiện không ít. Toto đi vào đã nhìn thấy đạm đài tẫn. Đạm đài tẫn tay vuốt vuốt mấy viên ma đan, không ngẩng đầu, nói, đặt xuống. Chúng nữ theo thứ tự đem say thần nhưỡng đặt lên bàn trước mặt hắn. Toto ngồi xuống, học theo cách các nàng ta rót rượu. Nàng vừa nâng cốc đặt lên bàn, đạm đài tẫn đang thưởng thức say thần nhưỡng dừng một chút, đột nhiên ngước mắt lên. Hắn vừa nhấc mắt, tất cả mọi người nín thở. Ánh mắt đạm đài tẫn đảo qua Toto, lập tức ánh mắt trở nên buồn bực ngán ngẩm rũ xuống, không phân biệt được hỉ nộ. Ma tu vốn là gan lớn, nữ tử dẫn đầu kia được cái nhìn này của hắn xuân tâm đã nhộn nhạo, ngữ điệu thiên hồi bách chuyển dẫn dụ nói. Ma quân, lần này tiên ma đại chiến, ma giới đại thắng, thiếp có thể vì ma quân nhảy một điệu không? Ngón tay tái nhợt của đạm đài tẫn phất qua bầu rượu, từ chối cho ý kiến. Toto, im lặng. Sao nàng không biết sau khi uống rượu còn có tiết mục trợ hứng nhỉ? Lúc các nàng ta luyện tập xếp hàng cũng không mang theo nàng. Thời điểm này Toto tự nhiên hy vọng đạm đài tẫn cự tuyệt để các nàng cút ra ngoài. Ngay sau đó,
Dường như đối nghịch với nàng, ngữ điệu lạnh lùng thình lình vang lên, nói, được. Đạm Đài Tẫn hơi hất cằm lên, tựa trên vương tọa, mắt lạnh nhìn Tô Tô, nói với mọi người, nhảy đi, nhảy tốt sẽ có thưởng. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE Trường Nguyệt Tẫn Minh của tác giả Đằng La Vi Chi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 116, Tiếc Rẻ. Lời nói vừa dứt, Tô Tô cảm thấy lạnh người mất một nửa. Cho nàng một thanh kiếm, nàng hoàn toàn có thể đánh ngã tất thảy mọi người ở đây, nhưng nói nàng nhảy thì nàng có thể nhảy kiểu gì? Diệp Tịch Vụ trong trí nhớ của nàng ngược lại là biết nhảy, thế nhưng cái kỹ năng này hoàn toàn không còn ở trên người Tô Tô. Cầm sư đã chuẩn bị, sẵn sàng. Nhóm ma cơ đi đến gian chính của tẩm điện, Tô Tô cũng đi theo. Nàng yên lặng đứng sau đám người, ý đồ che giấu chính mình sau bọn họ. Ma cơ đứng trước quái dị liếc nhìn nàng một cái. Nhắc mới nhớ, Tô Tô đã đánh ngất xỉu người này. Ma cơ gặp nàng chủ động nhường chỗ, trong lòng vui mừng, mặc kệ Tô Tô có ý đồ gì, cao hứng bừng bừng đứng trước mặt Tô Tô. Tiếng đàn vang lên, chúng nữ nâng lên tay áo, tư thái yêu kiều thướt tha, nhẹ nhàng nhảy múa. Đạm Đài Tẫn từng là hoàng tử Chu Quốc, thiên hạ Chu Quốc am hiểu nhạc luật và vũ đạo, Di Nguyệt tộc dưới trướng hắn cũng thường xuyên ca múa. Bắt đầu so sánh, vũ đạo của ma cơ dù có thêm mị hoặc, cũng không thể sánh bằng đệ nhất tuyệt diễm thế gian ca múa kia. Linh quang của Tô Tô lóe lên, nàng không nhảy. Ở đây nhiều người, 9 kẻ thiếu 1 người thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến buổi trình diễn. Chỉ cần cơ thể nàng đủ linh xảo có thể thay đổi theo tư thế của nhóm vũ cơ ngay lập tức thì hoàn toàn có thể che giấu được sự vụng về. Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn nhóm ma cơ, đưa chén uống rượu. Hắn một mực không la ngừng, đôi mắt u lãnh, biểu lộ không có nửa điểm nhìn mỹ nhân đến mê say. Tô Tô một mực che giấu sự tồn tại của mình. Ma cơ mặt ngoài là đang khiêu vũ nhưng thực tế đều đang quan sát phản ứng của Đạm Đài Tẫn. Biểu hiện này của ma quân là hài lòng hay bất mãn đây? Thân sắc hắn như cũ vẫn lãnh đạm, khác biệt hoàn toàn với đám ma tu đang hưng phấn bên ngoài. Chúng nữ nhảy đến nửa bài, trong lòng đều thấp thỏm. Hôm nay hiến vũ vì để lưu lại, cùng ma quân có một đêm đẹp. Thế nhưng khuôn mặt ma quân lại không có cảm xúc gì, các nàng còn có thể lưu lại sao? Trong lòng mọi người lo sợ, cuối cùng cũng tạo tư thế kết thúc bài nhảy. Tô Tô ngồi xổm xuống sau đám người, nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Nhảy xong rồi, người kia trong giọng nói mang theo ý cười trào phúng. Nữ, tử đứng đầu trên trán đổ mồ hôi hột, không biết tại sao lại cảm thấy mấy phần cảm giác áp bách vô hình. Nhưng dã tâm cùng tham vọng đôn đốc nàng ta mở miệng, thiếp còn vì ma quân mà chuẩn bị những thứ khác. Những thứ khác? Hắn thấp giọng hỏi. Gương mặt của hắn vốn là xinh đẹp tinh xảo tới cực điểm, dù tiếng nói mập mờ nhưng lại càng hấp dẫn. Đối với nhóm nữ tu, hắn mới là đại ma tàn nhẫn làm chúng sinh điên đảo. Các yêu ma vốn là mộ cường, nữ tu cơ cơ cầm đầu cơ hồ quỳ gối, ánh mắt si mê, ma quân, hãy để thiếp phục vụ ma quân được chứ. Ánh mắt của tất cả mọi người lộ ra sự chờ đợi. Yêu ma vốn tà dâm. Loạn, không có quan niệm trinh tiết, Đạm Đài Tẫn nghiêng đầu nhìn các nàng, trầm thấp cười một tiếng, vậy một người hãy ở lại đây. Hắn vừa nói, liền thăm dò chúng nữ, tâm trạng dạo dực. Tiếc nuối không thể giữ lại toàn bộ đành liền âm thầm phân cao thấp, không khí vừa mới hòa thuận một chút lập tức trở nên khẩn trương. Trong lòng Tô Tô như mắc câu, bị ánh mắt của hắn đảo qua, đôi mắt mang theo sự dẫn dụ im ắng, Tô Tô liền biết phải ứng phó thế nào trong tình huống này. Nàng hiện tại đang là thần, Đạm Đài Tẫn không có khả năng nhận ra được huyễn hóa thuật của nàng. Trừ khi nàng không muốn thì mới có thể bị chú ý tới. Tô Tô nghĩ, nàng vốn là tiên giới đệ nhất mỹ nhân, bình thường nở một nụ cười gắng gượng thôi cũng đã rất đẹp, chính nàng cũng không thể ý thức được, nàng chính là rất câu dẫn người khác. Đôi mắt sáng của nàng mang vẻ cười thanh thanh, đuôi mắt cùng đuôi mày tinh tế nhìn huyền y thiếu niên đang nghiêng nghiêng ngồi. Bốn mắt nhìn nhau, chớp mắt một cái, hắn ngập ngừng một lúc, ngón tay nằm chặt vào chiếc ghế dựa bằng đá. Một lát sau, Đạm Đài Tẫn lạnh lùng rời mắt, đưa tay chỉ. Bị hắn điểm đến nữ tu vừa mừng vừa sợ, toan định tạ ơn thì ngón tay hắn bất ngờ di chuyển, chỉ về hướng Tô Tô, người. Tô Tô mặc dù nghĩ tới thân phận dưới tay hắn, chỉ, thế nhưng khi hắn chọn mình, nàng không khỏi hoài nghi, Đạm Đài Tẫn có phải đã nhận ra mình không?
Nàng vừa mới hoài nghi thì người ngồi trên vương tọa lại thản nhiên nói, ngày mai, ngươi, theo thứ tự tới. Hắn lại tiện tay chỉ điểm thêm mấy người. Lúc này Tô Tô không còn nghi ngờ gì nữa, nàng cắn răng, kìm nén cảm xúc trong lòng. Kẻ thành ma quả thật dâm tà. Các nữ tử dù không cam tâm vì không được ở lại, nhưng nghĩ tới còn có cơ hội, vừa lòng thỏa ý rời đi. Thất thần làm cái gì, muốn bản tôn phải hầu hạ ngươi. Quay lại đây, Đạm Đài Tẫn xì cười một tiếng, ra lệnh. Tô Tô đành phải đi qua, rót rượu, hắn nói. Tô Tô kiềm chế cơn tức giận, cửu chuyển huyền hồi trận. Cửu chuyển huyền hồi trận là quan trọng nhất. Nàng ngồi bên cạnh hắn, rót cho hắn một chén rượu. Đạm Đài Tẫn nhận chén ngọc, Tô Tô chú ý tới, một viên ban chỉ màu đen, quả nhiên đang ở trên ngón tay cái của hắn. Đạm Đài Tẫn tu vi sâu không lường được, còn có ba kiện ma khí, Tô Tô không biết cửu chuyển huyền hồi trận ở nơi nào, cũng không chạm tới được ban chỉ nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nhập ma đạo, nhưng thực sự hướng ma tâm bao nhiêu phần thì không ai biết. Tiếp tục, nàng nhận chén lại, Đạm Đài Tẫn nhận một chén uống, hai người đều không nói nhiều. Ma vực về đêm ngày càng lạnh, cho dù là thần nhưng Tô Tô vẫn cảm thấy làn da trở nên lạnh lẽo. Ma vực là nơi bị lục giới vứt bỏ, nơi này đầy khổ sở, lúc thì giá rét, lúc thì khốc nhiệt. Nàng không thể chống lại hàn khí, thân phận này không cho phép nàng sử dụng tu vi cao thâm của mình. Đạm Đài Tẫn uống cạn sạch tất cả say thần nhưỡng, đột nhiên nắm chặt cổ tay nàng. Tô Tô không kịp phản ứng, đã ngồi ở trong ngực hắn, hắn cách mạng che mặt, bóp lấy cằm nàng, lạnh lùng nhìn nàng. Tu vi gì? Nàng đổi giọng, nói, ngưng nguyên. Vương tọa là do đá lạnh đúc thành, càng trở nên lạnh lẽo không tưởng nổi. Tô Tô răng run khanh khách, mắt hắn lộ ra vẻ khinh miệt, tay có dùng chút lực nắm lấy cằm nàng. Tô Tô trầm thấp kêu lên một tiếng đau đớn. Người hắn rất lạnh. Khi thành ma thì sẽ hợp nhất với thổ địa, nhiệt độ cũng không còn. Hắn không nói một lời, ôm lấy nàng đi đến một cái phản rộng lớn. Khiêu động ma diễm phản chiếu cái bóng thướt tha của nàng, Tô Tô có mấy phần hoảng hốt. Chuyện này cũng không phải chưa từng làm qua, khi đó nàng cùng Đạm Đài Tẫn đều còn là phàm nhân. Lúc đó hắn hận nàng, rất nhiều lần thô bạo. Có những lúc không kìm nổi lòng mình, nàng nhìn phàm nhân thiếu niên không có tơ tình kia, không kìm được thương tiếc mà vui thích chi sắc. Kết xuân tầm sớm đã biến mất trong dòng sông lịch sử, nàng vô thức lùi lại, song nhìn thấy ban chỉ trên tay hắn, Tô Tô nhịn xuống. Giờ phút này mà lui bước, lập tức sẽ thất bại. Thế nhưng nếu không đi, chẳng lẽ thật sự phải cùng Đạm Đài Tẫn ở ma vực điên loan đảo phượng sao? Huyền Y Ma Quân trông thấy trong mắt nàng có ý trốn chạy, mỉa mai mở miệng, nếu ngươi không muốn thì cút ra ngoài, gọi người khác đến. Câu nói này chọc giận Tô Tô, tất thảy kiều diễm cùng luống cuống đều biến mất, nàng nhìn ấn đỏ rực như lửa cháy trên trán Đạm Đài Tẫn. Chỉ muốn hủy hoại cửu chuyển huyền hồi trận, cảm thấy hắn thật đáng hận đến nỗi muốn hung hăng tung mấy cước. Nàng cắn răng cười nói, ma quân hiểu lầm rồi, có thể được ma quân thị tẩm là may mắn của thiếp. Cứ chờ xem, Tẫn Cẩu, tu đại đạo thì sợ gì để ý đến thân thể xác thịt. Phượng Hoàng đốt người thống khổ nàng đều trải qua, sau này còn phải dùng trọng vũ đánh nổ đầu hắn. Huyền Y Đạm Đài Tẫn rơi xuống, hắn cũng không gỡ mạng che mặt của nàng ra, tựa hồ không thèm để ý khuôn mặt nàng dưới chiếc khăn kia trông như thế nào. Dù đẹp hay xấu, cũng không đáng quan tâm. Hắn chỉ nhìn đôi mắt đen sán lạn đầy phẫn nộ đến tựa hồ muốn thiêu đốt hắn của thiếu nữ trước mắt kia. Hắn lạnh lùng nói, nhắm mắt lại cho bản tôn. Nàng nghĩ thầm, nhanh tranh thủ thời gian, cho xong việc. Bàn tay lạnh như bằng đặt lên trên đôi mắt của nàng. Trước mắt một vùng tăm tối, đến mức nàng sinh ra một loại ảo giác. Người ở trên thân nàng kia là người yêu nàng tha thiết. Trong lòng nàng có chút mờ mịt, cơ hồ nhịn không được mở mắt nhìn biểu cảm của Đạm Đài Tẫn. Sau một khắc, đôi mắt của nàng bị một mảnh vải màu đen che phủ. Tô Tô nghe thấy thanh âm mỉa mai nhục nhã của hắn, không phải các ngươi nói sẽ cho bản tôn một chút cảm giác mới lạ sao? Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi ư? Cái gì mà cầu thí thâm tình? Nàng không thể nhịn được nữa, ma tu cũng không phải là phàm nhân nữ tử. Giờ phút này trong tay thân phận mà nàng đang huyễn hóa thành đang cầm một thanh băng nhọn, liền đâm vào vai hắn. Đạm Đài Tẫn hiện tại là thân thể ma thần, thanh băng kia vừa chạm tới hắn liền tan biến. Tô Tô tựa hồ nghe thấy hắn cười nhẹ một tiếng. Là ảo giác sao? Nàng lại nghe, song không có thanh âm nào khác.
Một đêm khoái lạc, không biết từ lúc nào, ma vực không còn lạnh nữa. Qua đêm tại ma vực, Toto không thể để lộ tu vi thần nữ, đành phải đè nén nó, ngủ thật say. Thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều, mạng che mặt nàng vẫn không lấy xuống, đôi tay trắng nõn vô ý vòng lên ngực Đạm Đài Tẫn. Dưới lồng ngực là trái tim đang rung động, cũng chính là tử huyệt của mỗi người. Cách mạng che mặt, đôi môi ma quân đặt lên môi nàng hôn một chút. Tự anh bên ngoài nói vọng vào, ma quân, tự anh có việc bẩm báo. Đạm Đài Tẫn không nhúc nhích, truyền âm ra ngoài, tự anh nghe thấy tiếng hắn lãnh đạm nói, chờ lấy. Vâng. Một hồi lâu, tự anh cảm thấy kỳ quái, trong điện có hương khí ngào ngạt giống như trăm hoa đua nở, khiến ma khí trở nên thánh khiết. Thượng cổ hạn bạt khiến tự anh trở nên nhạy cảm, nhịn không được liền nhíu mày. Trong khoảnh khắc, loại mùi thơm kia tiêu tán chỉ còn ma khí nồng đậm. Tựa như vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng ta. Tự anh ngờ vực một lát, lúc sau ổn định, lại thần trí, có ma quân ở đây, ma vực không có khả năng xuất hiện thần tức. Huyền y ma quân không cho nàng ta tiến vào tẩm điện, khoác áo đi tới, nói. Tự anh vừa định mở miệng thì ngửi thấy mùi hương trên người hắn, là hương vị của nữ tử. Bên gáy của ma quân, ẩn ẩn có vài đầu lỗ hồng. Ma quân, ngài đêm qua. Tự anh hồi lâu mới điều chỉnh được vẻ mặt của mình, cổ quái nói, ngài quá phóng túng rồi. Yêu ma túng dục vốn là bình thường, thế nhưng ma thần sinh ra đối với phương diện này vốn là có cũng được mà không có cũng không sao. Dù cho Đạm Đài Tẫn khác biệt, cơ thể hữu tình kia có thể dung hợp với ma đan, tu vi vô song, cũng không nên như thế. Tự anh không thể nói, ma quân có thể chìm đắm khoái lạc, nhưng mà hắn không nên hào phóng tiếc rẻ ma thần thân thể, dung túng cho nữ tử kia tổn thương hắn như vậy. Đây là giao cả mạng cho đối phương. Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn nàng ta, có việc gì nói, không có việc gì thì lui xuống đi. Trước áp bách to lớn của hắn, tự anh khó chịu đặt tay lên ngực, là tự anh đi quá giới hạn, huyền hồi trận không hấp thụ ma khí. Người bên ngoài không biết, nhưng Đạm Đài Tẫn cùng tự anh lại đều rõ ràng, huyền hồi trận mặt ngoài chỉ là một thanh bia chắn rất hữu dụng, là vũ khí mà thượng cổ ma thần để lại có thể thôn thiên phệ địa, thay đổi càn khôn. Biến huyền hồi trận từ linh khí thành ma khí rất hao phí tâm sức. Chờ huyền hồi đạo đủ cường đại, ngay lập tức để vào bốn hạt châu, khởi động huyền hồi trận. Đến lúc đó thiên hạ ma khí sẽ dốc toàn bộ ma lực, thượng cổ ma thần sẽ hấp thụ ma lực đó mà thức tỉnh, phá vỡ lục giới, vạn vật đều hóa ma. Khoảng thời gian này yêu ma ở tứ phương giết người, nhưng hiện tại huyền hồi đạo hấp thụ ma khí quá chậm, kẻ ngày ngày coi trong huyền hồi đạo là tự anh liền cảm thấy bất ổn. Một loại cảm giác bất an dấy lên trong nàng ta, nhưng nàng ta lại không biết nó là thứ gì. Đạm Đài Tẫn nói, đi xem một chút. Tự anh theo sau, trước khi rời đi, đồng tử của nàng ta biến thành màu nâu xám, nhìn thấu tẩm điện qua vách tường. Trên tấm phản, áo choàng ma quân đắp lên thân thể của nữ tử. Bắp chân trắng nõn lộ ra bên ngoài, trên thân như điểm xuyết chút hồng mai nở rộ. Tự anh cười lạnh một tiếng, đành phải giả vờ như không biết, đuổi theo Đạm Đài Tẫn. Một tia thần tức màu trắng bí mật bám lên người Đạm Đài Tẫn, cùng bọn hắn xuyên qua vùng đất ma vực âm u, đến một chỗ gọi là vùng đất của Huyết Nha. Huyết Nha nhìn thấy Đạm Đài Tẫn sợ hãi bay đi, mở ra một con đường. Mùi máu tanh khắp bốn phía, trước mắt xuất hiện một tầng kết giới trong suốt. Đạm Đài Tẫn chạm nhẹ vào kết giới, ngay lập tức hắn cùng tự anh không bị cản trở bước vào. Thần tức màu trắng trên người hắn lặng lẽ tiêu tán. Ma cung tẩm điện, thiếu nữ đang ngủ say lập tức mở to mắt, ngồi bật dậy. Hắn tìm tới cửu chuyển huyền hồi trận. Toto nhìn áo choàng đắp trên thân mình, nghiến nghiến răng. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE Trường Nguyệt Tẫn Minh của tác giả Đằng La Vi Chi tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 117, âm u. Trong kết giới, Đạm Đài Tẫn cùng tự anh đi vào, cửu chuyển huyền hồi trận ở phía trên, tẩy tủy ấn xoay chậm chậm, tẩy tủy ấn của thao thiết chi hồn vốn trong suốt, nay đã có thực hình. Chín phương có chín cánh cửa, bên trên bén nhọn, hội tụ thành một cái tụ linh đấu, tẩy tủy ấn liền tại vô hình tranh đấu phương, hút linh khí từ trời đất. Linh khí bị huyền hồi trận không ngừng hút vào biến thành ma khí rồi tán ra từ phía dưới, một lần nữa trở về trời đất, cung cấp cho các yêu ma tu luyện. Xung quanh ma khí đậm đặc, tiếng quỷ khóc khắp nơi.
Tự anh lúc trước đi sát phạt mấy môn phái, dùng máu của họ để mở huyền hồi trận. Rất nhiều tiên hồn còn vương vấn ở chỗ này, nhiễm ma khí, trở thành linh hồn trấn thủ. Huyền hồi trận, này đêm khóc nỉ non. Đạm Đài Tẫn đưa tay, nắm chặt lấy một sợi tàn hồn thì nhận ra ngay, quá hư trưởng môn hồn phách. Đúng vậy. Tự anh cười nói, lão nhân này tu vi không tồi, đến nay hồn phách không hề bị nhiễm ma khí, muốn đem hắn luyện thành thủ trận linh, tự anh phải tốn không ít sức lực. Tự anh quan sát biểu lộ của Đạm Đài Tẫn, Đạm Đài Tẫn nắm chặt ngón tay, bóp nát tàn hồn của quá hư trưởng môn, minh ngoan bất linh. Tàn hồn vỡ vụn, Đạm Đài Tẫn vung tay áo, tàn hồn của quá hư trưởng môn bay về phía nơi hẻo lánh, hoàn toàn biến thành ma khí. Tự anh che miệng, cười thầm, vốn trong lòng nàng nghi hoặc rằng ma quân hiện giờ theo lý thuyết thì có thể cùng thượng cổ ma thần ngang tài ngang sức. Bởi vì tà cốt của Đạm Đài Tẫn đã tiêu tán vào 500 năm trước, tự anh sợ rằng tâm hắn còn hướng về những tu sĩ kia. Bây giờ xem ra có lẽ do mình quá lo lắng nên sinh nghi vị trời sinh ma thần này, thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực cũng khiến người khác phải kinh hãi. Có thể tay không bóp nát hồn phách người khác. Cửu chuyển huyền hồi trận ngày càng cường đại, hơn phân nửa nhan gian đều ám ma khí, không bao lâu nữa sẽ tích đủ ma khí để mở trận. Tự anh híp mắt nói, thế nhưng mấy ngày trước, bên trong cửu chuyển huyền hồi trận lại xuất hiện linh khí. Không nói cũng biết, huyền hồi trận có vấn đề. Đạm Đài Tẫn trong lòng cười lạnh một tiếng, biến ra Trảm Thiên Kiếm. Trảm Thiên Kiếm bay về phía bên trong trận pháp, lấy ra một cái ngân ngư linh đan. Tự anh nhìn thấy linh đan, ánh mắt lạnh lùng, có vẻ như là thứ mà lão Tiêu Dao Tông kia để lại quấy phá. Đạm Đài Tẫn đem ngân ngư linh đan ném cho nàng, đi khỏi trận pháp, kết giới phía sau bọn hắn đóng lại. Tự anh hủy đi linh đan, đuổi kịp hắn, nghe nói kinh diệt đại nhân đêm qua hiến vài ả ma cơ cho ma quân. Đạm Đài Tẫn nhìn bọn huyết nha đang khúm núm, nói, tin tức chỗ ngươi đến nhanh đấy, thiếp cũng không phải ghen. Ừ, anh tay khoác lên vai hắn, mân mê ngón tay, bọn chúng chỉ là đám ma cơ cấp thấp, không xứng với ma quân. Ma quân có thể cho bọn chúng tu vi, vậy chúng có thể cho ma quân cái gì? Tự anh yêu kiều cười nói, thiếp từ thượng cổ sinh ra, sống cùng trời cùng đất, vì ngài mà biến lục giới thành yêu ma, giúp ngài trở thành ma quân. Chưa kể, tự anh dừng lại, đôi mắt đầy mê hoặc, ma quân không muốn biết ở thượng cổ chúng thiếp tu luyện cô đơn thế nào. À, lời nàng còn chưa nói hết, bàn tay xoa xoa lên cánh tay Đạm Đài Tẫn đột nhiên tê dần. Tự anh vội vàng rút tay mình lại, cắn môi nói, ma quân, tự anh. Đạm Đài Tẫn xích lại gần bên tai nàng, giọng mỉa mai cười nói, có cần bản tôn phải nhắc nhở ngươi là, dưới lớp da thân thể mỹ nhân này của ngươi, chỉ là một thứ thân xác mục nát không? Tự anh mặt biến sắc, ánh mắt thất thần. Hàng vạn năm nay, dù cho tất cả mọi người đều biết sự thật này, nhưng xưa nay chưa ai dám nói điều đó ở trước mặt nàng. Hạn Bạt nói trắng ra chính là một loại cương thi thượng cổ, không có máu, chỉ có sức mạnh cường đại, dung nhan lại đáng sợ. Thời điểm tự anh đi theo thượng cổ ma thần, liền yêu thích hắn, thế nhưng thượng cổ ma thần lại không gần nữ sắc, chỉ có dã tâm. Ma quân trẻ tuổi hiện tại này đã nguyện ý theo đạo, tự anh bỗng nhiên thèm khát sức mạnh của hắn, sinh ra liền trở thành ma quân, không ai với tới được. Trái tim của người này, so với vị ma quân trước kia càng thêm lạnh lẽo, đôi môi mỏng của hắn phun ra câu chữ sắc như đao, mang thêm phần khinh miệt nhục nhã. Tự anh nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ cùng tư vị không cam lòng chỉ có nàng mới biết. Nếu là những người khác dám nói với nàng những lời như vậy, sớm đã bị nàng chém thành trăm mảnh. Hết lần này tới lần khác nàng tự nhủ thiếu niên mặc huyền y trước mắt nàng là quân vương, nàng đành phải nhẫn nhịn, một lần nữa mỉm cười, tự anh rõ. Đạm Đài Tẫn cong môi, nói, ngươi rất thông minh. So với xuẩn vật kinh diệt kia thì thông minh hơn nhiều, ngươi dù sao cũng nên hiểu rõ, thứ gì nên nghĩ tới, thứ gì không nên. Dứt lời, Đạm Đài Tẫn cũng không muốn biết biểu cảm của tự anh, biết mất ở trong rừng rậm. Hắn trở lại ma cung, không ngoài dự liệu, vị tiểu ma cơ kia không có ở trên giường. Đạm Đài Tẫn cất bước, đi vào trong mật đạo. Công Giã Tịch Vô bị giam ở bên trong. Đạm Đài Tẫn đi đến, lân hỏa màu lam yếu ớt sáng lên. Đạm Đài Tẫn thản nhiên đến trước mặt Công Giã Tịch Vô ngồi xuống. Thế nào, gặp nàng ấy chưa? Đạm Đài Tẫn lúc nói những lời này mang theo ý cười, nhưng đôi mắt thì lạnh lẽo. Công Giã Tịch Vô ngước mắt, đôi môi của huyền y thiếu niên đỏ lên dưới ánh sáng màu lam của lân hỏa.
hắn quả nhiên đẹp đẽ tinh xảo, thần sắc lộ ra vẻ chán ghét với mình. Thương Cửu Mân, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Thương Cửu Mân. Đạm Đài Tẫn chống cằm, bản tôn suýt nữa thì quên, bản thân ngươi không có ký ức của kiếp trước. Công Giã Tịch Vô, hoặc có thể gọi là Tiêu Lẫm, bản tôn muốn cùng ngươi đánh cược, thế nào? Công Giã Tịch Vô bình tĩnh nhìn hắn, như nhìn một hạt bụi phảng phất. Đạm Đài Tẫn cong môi đầy ác ý, người như ngươi, sinh ra liền hơn người khác một bậc, được bạn người ngưỡng mộ. Thế nhưng ngươi đoán xem, nếu như ngươi mất đi linh lực, trở thành một người bình thường, bọn họ có còn tôn kính ngươi không? Công Giã Tịch Vô lạnh lùng nhìn Đạm Đài Tẫn, hắn không hiểu tư thù của Đạm Đài Tẫn đối với mình từ đâu mà tới. Xì, cẩn thận! Đuôi mắt Đạm Đài Tẫn nhếch lên, cười nói, phàm nhân có đôi khi so với yêu ma còn đáng sợ hơn. Đang lúc cười nói, Đạm Đài Tẫn giơ tay lên, phong ấn linh lực của Công Giã Tịch Vô. Công Giã Tịch Vô trên thân xiềng xích theo đó rơi xuống, linh lực bị phong ấn, Công Giã Tịch Vô không khác gì một phàm nhân, sắc mặt hắn tái nhợt, không nói gì. Đạm Đài Tẫn thương hại nhìn hắn, không ngăn được mình cười phá lên. Sau một khắc, Công Giã Tịch Vô vốn không còn. Sức lực bên trong tay áo xuất hiện một cây châm màu vàng, đâm vào tim Đạm Đài Tẫn. Đạm Đài Tẫn nhìn chiếc châm, nụ cười trên mặt nhạt dần, trong đó có khí tức của Toto. Vốn dĩ là Toto đưa nó cho Công Giã Tịch Vô để phòng thân, song Công Giã Tịch Vô lại lựa chọn dùng nó để giết hắn. Hắn cúi đầu, rút chiếc châm kia ra, mặt không cảm xúc vuốt vuốt. Công Giã Tịch Vô nhắm mặt, vẫn là không nhìn được liền hỏi, người đã làm gì tiểu sư muội rồi? Trên người Đạm Đài Tẫn cũng mang khí tức của Toto. Các tu sĩ quen biết nhau, ắt tự nhận ra khí tức của nhau. Công Giã Tịch Vô biết rõ, người trước mắt này cố ý để hắn biết. Đạm Đài Tẫn cười nói, ngươi đoán xem. Vẻ bình thản dối trá bị phá vỡ, Công Giã Tịch Vô từ đầu đến cuối vốn lạnh nhạt với Đạm Đài Tẫn đột nhiên trong mắt tức giận bừng bừng. Đạm Đài Tẫn cũng không mấy để ý, trong lòng hắn vẫn đang cảm thấy âm u, không giây phút nào không cảm thấy ghen tị với người đang ở trước mắt này. Dù thời gian có trôi qua bao lâu, vẫn đáng ghét như xưa. Lê Tô Tô đến bên mình, mãi mãi luôn có mục đích. Ngày xưa là vì muốn hủy tà cốt của hắn, bây giờ là vì muốn hủy cửu chuyển huyền hồi trận. Nàng luôn lừa gạt mình, có nhiều thứ nếu biết được sự thật, tựa như đâm vào trái tim một cây đinh tiêu hồn. Nhưng Lê Tô Tô vĩnh viễn không bao giờ làm điều đó với Tiêu Lẫm hay Công Giã Tịch Vô. 500 năm trước, nàng yêu Tiêu Lẫm, 500 năm sau, cũng không màng tất cả đến ma vực tìm Công Giã Tịch Vô. Xong, Tiêu Lâm giờ chỉ là một phế nhân, chỉ cần ban chỉ còn đang trong tay mình. Chỉ cần trên người mình có thứ mà Lê Tô Tô muốn, dù tâm của nàng không đặt ở trên hắn, nhưng người cũng phải đến tìm hắn. Công Giã Tịch Vô cau mày, tiểu sư muội của hắn, đã cùng với ma vật này ở cùng một chỗ sao? Bản tôn không giết ngươi, sống hay chết, phụ thuộc vào vận mệnh của ngươi. Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nói, cút đến nhân. Gian đi, càng xa càng tốt. Chí ít hắn còn sống ngày nào, vĩnh viễn không muốn nhìn thấy Công Giã Tịch Vô xuất hiện trước mắt hắn ngày đó. Đạm Đài Tẫn vung tay áo, Công Giã Tịch Vô biến mất. Hắn biết, hắn không thể giết Tiêu Lẫm. 500 năm trước hắn đã hiểu, người sống vĩnh viễn tranh không thắng người chết. Nhưng nếu lần nào, Tiêu Lẫm là người sống sót còn mình là kẻ chết đi thì sao? Đạm Đài Tẫn mặt không lộ chút cảm xúc nhìn về khoảng không trước mắt, hồi lâu mới ra khỏi mật đạo. Toto ban ngày ở thủy lao nhìn lại mình, cảm thấy không kiên trì được mấy ngày nữa. Toto chỉ có thể ở đây trong 7 ngày nữa để lấy ban chỉ, phá hủy cửu chuyển huyền hồi trận. Kinh Diệt nghe nói ma quân lưu lại qua đêm với tiểu ma cơ hắn tiến cử nên hôm nay lại để Toto đi đưa rượu. Những bình say thần những hắn mang đến, đế vương nhân gian chắc chắn không thể uống nổi một bình. Cái này vừa lúc phù hợp với tâm ý Toto. Nàng cho thuốc vào trong say thần nhưỡng, chỉ cần Đạm Đài Tẫn uống một giọt, liền bất tỉnh nhân sự. Hiện tại nàng đã biết cửu chuyển huyền hồi trận ở đâu, chỉ cần ban chỉ để mở kết giới thôi. Nàng bưng bầu rượu tiến vào cung điện của Đạm Đài Tẫn. Toto tiến đến, hắn có chút để ý, nói, tới đây. Toto đi qua, phát hiện bên trong thủy kính là Cù Huyền Tử và bọn người Thanh Vô trưởng lão, Thanh Khiêm trưởng lão. Toàn bộ bọn họ đang bị giam ở một nơi âm u. Toto giật mình, chợt phát hiện điều bất hợp lý. Tự anh không đủ năng lực để đánh bại nhiều người ở tiên giới như vậy, Đạm Đài Tẫn không hề ra khỏi ma vực, các tu sĩ không có khả năng bị bắt. Nàng hoang mang nhìn Đạm Đài Tẫn,
hắn vừa vặn cũng đang nhìn nàng, mỉm cười nói, thấy thế nào? Ma quân, bọn họ là ai? Nàng ra vẻ không biết, hiếu kỳ hỏi. Đạm Đài Tẫn thấp mắt, ngón tay quấn lấy tóc của nàng, kéo nàng ngồi ở ghế đá bên cạnh, Hành Dương Tông, Xích Tiêu Tông trưởng môn cùng các trưởng lão. Nàng lộ ra vẻ hâm mộ, hắn cười cười, đương nhiên, đều là giả. Giả, yêu ma do Huyễn Nhan Châu biến ra thôi. Hắn hờ hững nói, sợi tóc của thiếu nữ mềm mượt như thác nước, cảm giác vô cùng tốt, hắn có chút hứng thú nhìn nàng. Ngươi nói xem, mấy người như Xích Tiêu Tông trưởng môn, Hành Dương Tông, có mấy ai có thể giết được hả? Ánh mắt của Tô Tô dịu xuống, ma quân thật thông minh. Đạm Đài Tẫn phát tay, thủy kính liền biến mất. Đây là mưu kế của Tự Anh, hồn phách và linh khí của cửu chuyển huyền hồi trận không đủ, Tự Anh vội vã muốn đánh tiên môn. Đạm Đài Tẫn thuận miệng liền nói cho tiểu gian tế bên cạnh nghe, hôm nay tu vi gì? Đạm Đài Tẫn lạnh nhạt hỏi, Tô Tô ngẩng đầu, vốn muốn nói ngưng nguyên thì đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, nàng cắn răng cười nói, đa tạ ma quân, thiếp đã đạt tới cảnh giới ý muốn rồi. Ta thật đúng là cảm ơn ngươi. Trong mắt của hắn đột nhiên mang mấy phần ý cười, không khống chế nổi yêu nghiệt kia, được lắm. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE Trường Nguyệt Tẫn Minh của tác giả Đằng La Vi Chi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 118, Đáp Lễ. Tô Tô hít lấy một hơi, mỉm cười nói, Kinh Diệt đại nhân thấy ma quân thích say thần nhưỡng nên để cho thần thiếp mang tới. Nàng đem say thần nhưỡng đổ vào trong chén, nâng lên đưa cho Đạm Đài Tẫn. Đôi mắt đỏ máu của Đạm Đài Tẫn dạo một vòng trên mặt nàng rồi rơi vào chén rượu trong tay nàng. Tô Tô bị hắn thấy có chút gấp gáp, trong lòng có mấy phần lo sợ. Tô Tô nhận thấy mình không thể mong Đạm Đài Tẫn uống chén rượu này, hắn vẫn không nhận lấy chén. Nàng từ Chiêu Hòa Thành đến tìm hắn, nghĩ rằng có thể kéo hắn ra khỏi nỗi cô độc và hoàn cảnh khốn cùng, thế nhưng cuối cùng lại đến chậm một bước, Đạm Đài Tẫn đã rơi vào ma đạo. Tô Tô là người còn sót lại cuối cùng của thần tộc. Nàng biết việc nàng làm hiện tại là lần nữa đối đầu với hắn, lời hứa của nàng không tài. Nào thực hiện được vào lúc này, hắn quả thật nói không sai, nàng là một kẻ lừa dối. Đạm Đài Tẫn nhận lấy chén rượu trong tay nàng, Kinh Diệt có lòng. Ý cười trong mắt hắn có chút phai nhạt, ngón tay tái nhợt đung đưa chén rượu, mùi hương say thần nhưỡng nồng khắp tẩm cung. Chén rượu đến bên môi, Đạm Đài Tẫn lại tiện tay bỏ xuống, hắn chợt nhớ tới điều gì đó, nhìn Tô Tô, thấp giọng nói, hôm nay là ngày của hoa ở nhân gian, có muốn đi xem chút không? Vừa nghe ba chữ ngày của hoa, Tô Tô đột nhiên dương mắt lên. Hắn trầm mặc nhìn nàng, chờ đợi đáp án của nàng. Ngày của hoa 500 năm trước đó, Đạm Đài Tẫn hứa với nàng rằng đời này kiếp này, hắn sẽ cho nàng hậu vị, nhưng thứ hắn nhận lại được lại là 6 cái đinh diệt hồn. Diệp Chữ Phong nói hắn đã cứu tổ mẫu trở về, còn phụng dưỡng tổ mẫu, Diệp Khiếu cũng không chết. Tô Tô nhìn chén rượu rồi ngước mặt lên, thấp giọng nói, được. Bầu không khí nặng nề giữa hai người tản đi, lãnh ý ma mãnh trên mặt hắn bớt đi vài phần, Đạm Đài Tẫn thản nhiên nói, nếu đã muốn đi ra ngoài thì ngươi không thể trông như thế này được. Tiểu ma cơ, bản tôn vì ngươi mà có chuẩn bị vài bộ trang phục. Hắn vòng tay qua người nàng, phất tay áo một cái, trước mặt xuất hiện một cái bàn. Tô Tô tập trung nhìn vào, là hộp trang điểm của phàm nhân nữ tử. Ngón tay thon dài xinh đẹp của thiếu niên cầm lấy chiếc lược gỗ trên bàn, tự mình chải tóc cho nàng. Tô Tô bị hắn giữ chặt trước người, không thấy được ánh mắt của hắn, nhịn không được hỏi, ma quân biết làm cái này sao? Chiếc lược gỗ trong tay Đạm Đài Tẫn đã trải đến đuôi tóc của nàng, hắn bình tĩnh nói, không gì là không biết. Hắn từ bé lớn lên ở lãnh cung, cái gì cũng học hỏi. Hắn không chỉ trải và búi tóc cho nữ tử mà thậm chí còn mặc váy áo của nữ tử, vì sống sót, cái gì cũng phải làm. Bản tôn khi còn bé, có mấy vị huynh trưởng. Hắn nói, bọn họ đối với nữ tử so với nam tử thì có phần khoan dung hơn. Họ nói rằng nếu như bản tôn nguyện ý mặc đồ của nữ tử, liền sẽ để bản tôn ăn no mặc ấm. Đây là lần đầu tiên hắn cùng Tô Tô nói về chuyện quá khứ của hắn. Tô Tô nhịn không được hỏi, vậy ngài đã mặc vào sao? Hắn dừng lược một chút, cười nói, không có. Tô Tô nghe hắn kể về tuổi thơ đầy gian khó của mình, nhẹ nhàng thở ra, vâng. Đạm Đài Tẫn lạnh lùng mím môi. Hắn không dám nói thật, hắn đã từng mặc váy áo của cung nữ tận 7 ngày.
nhưng bọn họ không vì điều đó mà thôi không hành hạ hắn, ngược lại còn làm nhục hắn nhiều hơn. Lúc bị giam trong phòng, toàn thân ướt sũng, lại bị hoàng đế nhìn thấy bộ dạng thảm hại. Hoàng đế nhìn trang phục trên người hắn, tức giận hồi lâu mà phất tay áo, hoang đường. Nghiệt chủng chính là nghiệt chủng. Cuối cùng Kinh Lan An xuất hiện, cứu hắn một mạng. Từ đó về sau, hắn không còn tin nhóm người Hoàng huynh nữa. Bọn họ từng người một, toàn bộ đều chết hết, chỉ có nghiệt chủng là hắn còn sống sót. Đôi tay này của hắn đã giết qua rất nhiều người, vì sống sót mà cũng dần biết cách lấy lòng người khác. Thế nhưng trong cái thế gian dơ bẩn này, chỉ có duy nhất người đang ở trong ngực hắn xứng đáng để hắn cam tâm tình nguyện lấy lòng. Đạm Đài Tẫn búi cho nàng một cái búi tóc tinh xảo, lấy hai cái châm cài màu đỏ cài vào búi. Hắn đưa tay, trên tay xuất hiện một chiếc gương, nhìn xem. Tô Tô ngạc nhiên, thật đẹp mắt, thêm bạch y mặc trên người càng làm cho nàng khác biệt, giống đóa hoa đang tỏa sáng rực rỡ. Nàng do dự muốn gỡ mạng che mặt. Thời điểm này nếu nàng còn mang mạng che mặt, khó tránh khỏi khiến Đạm Đài Tẫn sinh nghi, nhưng khi tay nàng vừa tới sau tai lại bị một bàn tay lạnh như băng nắm chặt. Đạm Đài Tẫn nói, cứ để vậy đi. Hắn tựa hồ không thèm để ý khuôn mặt dưới khăn mạng trông như thế nào. Hai người đi ra khỏi ma vực. Theo như Đạm Đài Tẫn nói, ban đêm ở nhân gian mấy năm nay gặp yêu ma, xuất thế nên kém xa quá khứ phồn hoa. Triều đại thay đổi, 500 năm trước Hạ Quốc không còn, Chu Quốc cũng biến mất, mỗi một nơi đều có vương triều mới. Hạn bạt khiến nhiều nơi không ngừng khô hạn, yêu ma tùy ý giết người, nhưng ngày của hoa năm nay lại náo nhiệt khác lạ. Trên đường phố thậm chí có múa rồng lửa, những đứa trẻ hoan hô đuổi theo, những nữ tử trẻ tuổi cười cười nói nói. Tửu quán mở cửa, đèn đóm khắp nơi. Đạm Đài Tẫn đưa tay, tờ giấy rơi vào lòng bàn tay hắn rủ xuống, hắn cười nhẹ một tiếng, đây chính là phàm nhân, yếu ớt không chịu nổi, song lại ương ngạnh như cỏ dại. Bọn họ không ngừng sinh sôi, các thần dù mạnh đến đâu cũng có lúc thất thế, tham lam ma cũng sẽ bị phong ấn. Chỉ có phàm nhân nhỏ bé yếu ớt này, vĩnh viễn tồn tại, một đời một kiếp, gió xuân thổi lại mọc, còn có ít tập tục riêng, đều giữ lại. Tô Tô không biết hắn là khen hay chê, đành cứ đứng bên cạnh hắn, làm tiểu ma cơ nhu thuận. Một lão bà bên đường chào hỏi Tô Tô, cô nương, đến xem hạt châu này đi, ngày của hoa nếu cho phu quân của ngươi mang 12 hạt đồng tâm châu, vĩnh viễn sẽ không phân ly. Tô Tô quay đầu, ánh mắt rơi vào đồng tâm châu mà lão bà nói. Những thứ này chỉ là hạt châu phổ thông ở nhân gian, chỉ là được đặt với cái tên dễ nghe, với ngụ ý chúc phúc mà thôi. Bên cạnh Tô Tô là một cặp vợ chồng trẻ, nữ tử thành kính chọn 12 hạt châu, nam tử mỉm cười cưng chiều nhìn nàng. Cô nương, thất thần làm cái gì? Lão bà cười nói, công tử bên cạnh đang nhìn ngươi chăm chú kìa. Tô Tô theo lời lão mà ngước mắt, quả nhiên trông thấy Đạm Đài Tẫn đang cười như không cười, ánh mắt của hắn lộ ra mấy phần tâm ý nguy hiểm. Lúc này nàng mới nhớ ra, mình bây giờ đang đóng vai là một ma tu nữ tử. Ma tu nữ tử khắp thiên hạ này đều có ý với ma tôn. Mua đi. Thấy nàng không phản ứng, Đạm Đài Tẫn lên tiếng nói. Tô Tô cong mắt cười một tiếng, thiếp. Ra ngoài vội vàng nên người không có đồng nào. Ma quân, chúng ta có nên đi cướp của phàm nhân không? Đạm Đài Tẫn nhìn đôi mắt đang cười của nàng, cởi ngọc bội bên hông mình xuống, kín đáo đưa cho nàng, dùng cái này đi. Nhưng nó, bản tôn bảo ngươi thì ngươi làm liền đi, nói nhảm nhiều vậy. Tô Tô đành phải cầm lấy ngọc bội có giá trị không nhỏ đi đổi lấy mấy cái hạt châu bình thường của lão bà. Lão bà vội vàng nói, không được không được. Nàng ở trong lòng trầm thấp thở dài, đem ngọc bội Đạm Đài Tẫn cho đổi thành một viên chân châu nho nhỏ. Chân châu cũng là đồ tốt, lão bà vui vẻ ra mặt, hận không thể đem toàn bộ hạt châu bán cho Tô Tô. Tô Tô nói, ta chọn 12 hạt. Nhân lúc nàng chọn đồng tâm châu, Đạm Đài Tẫn quay người nhìn sang chỗ khác. Đôi mắt hắn phản chiếu cảnh tượng của người kia. Thiên tri kiêu tử ngày xưa giờ bị vây trong lao tù, mấy tên trừ yêu sư ôm quyền, nói rằng người trên xe giam chính là yêu ma, lúc trước giết không ít người, hiện tại đã mất đi yêu lực. Ngày của hoa rất náo nhiệt, bây giờ tất cả phàm nhân đều căm hận yêu ma, vừa nghe nói người trên xe giam kia không còn khả năng phản kháng thì ùa lên, đánh đập người trong xe. Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nhếch khóe môi, trùng hợp thật, có thể ở nơi này mà gặp công giã tịch vô. Ở cái trần gian dơ bẩn này, công giã tịch vô lòng mang chúng sinh cũng có ngày hôm nay. Tô Tô đi tới, ngài đang nhìn gì vậy? Nàng muốn đến xem,
Đạm Đài Tẫn thản nhiên nói, không có gì, hạt châu đâu. Tô Tô mở tay ra, 12 hạt châu nằm trong lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Bỗng nhiên nghĩ tới chuyện người ngày xưa nàng thích hiện đang ở một nơi chật vật cực độ, trong lòng hắn không nhịn được ác ý, kết chúng thành vòng cho bản tôn. Tô Tô ngập ngừng, nàng buông thõng đôi mắt, nghĩ tới chuyện mình và Đạm Đài Tẫn vốn sẽ không có kết quả, nàng không muốn lưu lại những thứ như vậy. Trong mộng cảnh của Yểm Ma, nàng từng dùng Phượng Hoàng Linh Vũ vì hắn làm kiếm tuệ, thế nhưng kiếm tuệ còn chưa thành, nàng cũng không thể chờ được Thương Cửu Mân. Ma quân, thiếp chỉ là một ma tu nhỏ bé, nói không chừng sau này không còn gặp được nữa. Ngụ ý của thứ này nên để cho ma hậu tương lai làm. Ngươi cho rằng bản tôn sẽ tin những thứ như thế sao? Hắn giọng mỉa mai nói, ma hậu của bản tôn ắt sẽ có thứ tốt hơn. Bản tôn muốn cái gì, không cần phải khẩn cầu trước bất kỳ ai. Tô Tô nghe hắn nói liền cảm thấy đáng ghét, trừng mắt nhìn hắn, nếu ma quân không thèm để mắt tới những thứ như vậy, thiếp cũng không cần phải đưa chúng cho ma quân. Sắc mặt hắn lạnh lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Tô Tô nhịn cười, thấp mắt nói, muốn kết chuỗi hạt này cũng phải cần thời gian. Đạm Đài Tẫn liền biết nàng cố ý, thân sắc hắn sợ sệt, bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống này của Tô Tô, hắn đã lâu không thấy. Trong lòng nhất thời không thể biết đây là tư vị gì. Đi! Hắn quay người đi trước, thản nhiên nói. Thiếu nữ sau lưng vội vàng đuổi theo, chờ một chút. Vội vàng không kịp chuẩn bị, lòng bàn tay hắn bị nhét vào một khối ngọc bội. Hắn nghe thấy nàng cười nhẹ nói, cuối cùng thiếp dùng đồ vật của mình để đổi lấy mấy hạt châu kia. Thấy hắn không nói gì một hồi lâu, Tô Tô nghi hoặc nhìn xem hắn. Đạm Đài Tẫn từ trong cổ họng gạt ra một thanh âm khô khốc, ừm. Dù chỉ trộm được một chút ấm áp, hắn dĩ nhiên cũng cảm thấy thỏa mãn. Kỳ thật trong lòng hắn có còn hận nàng đâu, chính hắn rõ nhất, hận nàng hắn làm không được, chỉ cần nàng cho hắn một chút ấm áp, lòng này sớm đã chết héo sẽ lại cuồn cuộn sức sống. Ác ý trong lòng cũng biến mất, Đạm Đài Tẫn đột nhiên không muốn để Tô Tô bước tiếp. Hắn sợ Tô Tô nhìn thấy Công Giã Tịch Vô, hắn sợ nàng lại thương xót cho một người khác, hắn đã tha cho Công Giã Tịch Vô rồi. Sao còn có thể dễ dàng để nàng đến bên cạnh Công Giã Tịch Vô nữa? Chỉ cần hắn còn sống một ngày, nàng cũng chỉ có thể là của hắn. Hắn nắm chặt tay nàng, thấp mắt nói, về thôi. Trên đường phố tiếng cười nói râm ran, sau một khắc bọn họ liền xuất hiện ở ma vực lạnh lẽo. Thời gian ở ma vực so với nhân gian thì chậm hơn nhiều, hiện giờ vẫn là ban đêm lạnh lẽo cô tịch. Tựa hồ sợ nàng đổi ý, Đạm Đài Tẫn ngồi bên cạnh nàng nhìn chuỗi hạt. Tô Tô cũng không có ý lừa hắn những chuyện nhỏ nhặt này, nàng dùng sợi tơ màu đỏ xuyên 12 hạt châu lại. Cảnh tượng này thật giống với mộng cảnh của Yểm Ma, nàng cũng trầm mặc xuyên vòng như vậy. Trọng Vũ ở bên người nàng chú ý tới, mỗi một hạt châu qua tay Tô Tô đều phát ra một thứ ánh sáng trắng nhàn nhạt. Những thứ đó vốn là chuỗi hạt châu của người phàm, song dần dần đã có được lời chúc phúc của thần linh. Chỉ tiếc lời chúc phúc của thần, xưa nay không thể tự ứng nghiệm trên người thần. Trọng Vũ đột nhiên cảm thấy giữa bọn họ có chút đáng thương, dù sao Đạm Đài Tẫn vĩnh viễn cũng sẽ không biết được bí mật này. Tô Tô xuyên xong, đem chuỗi vòng bỏ vào lòng bàn tay Đạm Đài Tẫn. Nàng biết hôm nay đã chót động lòng Trắc Ẩn, không tiện tìm ban chỉ, đành phải rời sang ngày mai. Nàng hành lễ, chuẩn bị đi, đột nhiên tay nàng bị người nắm chặt, bỏ vào một đồ vật. Huyền Y Ma Quân lạnh lùng nói, là quà đáp lễ, ngươi đi đi. Tô Tô thấp mắt, là ban chỉ màu đen oánh nhuận. Nàng không dám ngẩng đầu, ngay từ đầu Đạm Đài Tẫn đã biết tất cả mọi chuyện. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE Trường Nguyệt Tẫn Minh của tác giả Đằng La Vi Chi tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 119, trở về tìm hắn. Ngươi đã phát hiện từ lúc nào? Tô Tô nhẹ giọng hỏi. Đạm Đài Tẫn đem chuỗi hạt châu đeo vào tay mình, sợi tơ màu đỏ, hắn cũng đã từng thiếu thốn tơ tình. Đạm Đài Tẫn thản nhiên nói, ngươi nói gì bản tôn nghe không hiểu, nhận quà đáp lễ rồi trở về đi. Ma vực này ngày ngắn đêm dài, hôm nay, ngươi đến tẩm điện của bản tôn không phải là ngươi. Hắn không vạch trần thân phận của Tô Tô, cách một mạng che mặt, hai người gặp được nhau mà không biết. Tô Tô ngước mắt nói, Đạm Đài Tẫn, nàng còn chưa nói xong. Một ma cơ thướt tha đầy mê hoặc đi tới. Ma cơ thản nhiên cười nói, ma quân bệ hạ, thiếp
thiếp phụng mệnh tới hầu hạ ma quân nghỉ ngơi. Người được gọi tới là Kỳ Tuyết Nhi, là thủ hạ kinh diệt cũng là ma cơ có tu vi cao nhất. Kỳ Tuyết Nhi nhìn Tô Tô một cái, trong mắt hiện rõ địch ý. Kỳ Tuyết Nhi nói, thiếp còn phụng mệnh mang cho ma quân đại nhân thêm đồ tốt. Ồ, Đạm Đài Tẫn vuốt cằm, cong môi, để bản tôn xem. Kỳ Tuyết Nhi cười dựa vào cạnh hắn, trên bàn tay đưa ra mấy viên kim đan. Mời ma quân xem, thiếp đã tốn nhiều công phu lắm đấy. Con ngươi Tô Tô hơi co lại, mấy viên kim đan kia là từ trên thân các tu sĩ khoét ra. Tu sĩ tu luyện mấy trăm năm, người có thiên tư mới có thể tạo ra một viên kim đan như thế. Kỳ Tuyết Nhi có 5 viên kim đan, chứng tỏ nàng ta ít nhất cũng đã giết chết 5 tu sĩ kim đan kỳ. Đạm Đài Tẫn không thấy hỉ nộ thế nào, cầm lấy một viên kim đan trong tay Kỳ Tuyết Nhi xem xét. Kỳ Tuyết Nhi ghé vào tai Đạm Đài Tẫn, sẵn giọng, những kim đan này đó đều là người ta đi Tiêu Dao Tông lấy đây này. Tuyết Nhi nghe bọn chúng nói ma quân là phản đồ, liền thay ma quân dạy dỗ tốt bọn chúng, chúng có tư cách nhắc tới ma quân sao? Tô Tô nhìn về phía Đạm Đài Tẫn, những người này tất cả đều là huynh đệ ngày xưa ở Tiêu Dao Tông hắn. Đạm Đài Tẫn cong môi, hắn tán thưởng nói, ngươi làm rất khá. Kỳ Tuyết Nhi được tán dương, vẻ mặt tươi cười, nàng ta nhẹ nhàng dựa lên vai Đạm Đài Tẫn, quay đầu nhìn Tô Tô khích, thế nào, vị muội muội này muốn ở lại đây tối nay cùng chúng ta vui vẻ hay sao? Người trong ma vực phóng đãng, nếu đã có thể ăn một mình, hà cớ gì phải chia phần cho người khác? Ánh mắt của Tô từ trên người nàng ta chuyển sang Đạm Đài Tẫn. Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn Tô Tô, nói, thế nào, ngươi không nghe nàng ấy nói sao? Không đi là muốn ở lại sao? Tô Tô đứng dậy, siết chặt ban chỉ trong lòng bàn tay, nhịn cơn giận xuống, cười nói, đương nhiên là không, chúc ma quân tối nay khoái hoạt. Nàng một hơi đi thật xa, không quay đầu nhìn đôi cẩu nam nữ kia. Nàng tự nhủ với mình, Đạm Đài Tẫn trời sinh tà vật, nào có cái gì mà tình cảm thuần khiết. Hắn cho nàng ban chỉ, tâm tư hắn vốn khó phỏng đoán, nói không chừng chính là một âm mưu. Thế nhưng lại có một giọng nói phản bác vang lên trong đầu nàng, không phải như vậy. Ngươi biết rõ, hắn không phải là người như thế. Hắn có lẽ đã từng ti tiện, ác độc, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, nếu không yêu nàng. Hắn đã không có khả năng nhảy xuống sông Lệ Quỷ, không thể để cho Trọng Vũ Cầm đả thương hắn, thu lại đồ thần nỏ. Tô Tô dựa vào một trụ đá, nhìn ban chỉ trong tay. Một khi phá hủy được cửu chuyển huyền hồi trận, tiên ma sẽ đại chiến hết sức căng thẳng, Đạm Đài Tẫn sẽ trở thành mục tiêu công kích, không thể quay đầu. Tô Tô, ngươi đang khó chịu sao? Trọng Vũ bay ra ngoài, nháy mắt với nàng. Nó trước kia thích hình thái uy vũ, nhưng gần đây lại phát hiện, cứ nhỏ nhắn đáng yêu sẽ thích hợp đi theo Tô Tô hơn. Tô Tô nói, không có. Tốt rồi, Tô Tô không có. Trọng Vũ nói, vậy chúng ta đi, cứ để mặc cho ma quân ở ma vực này mà tự sinh tự diệt. Chúng ta phải đi hủy diệt cửu chuyển huyền hồi trận. Báo cho cụ huyền tử biết tin tức để ngài cùng tiên giới tấn công đến, đem những ma tu kia giết không chừa mảnh giáp. Tô Tô chớp chớp đôi mi dài, mặt đất ma giới hóa hồng. Trọng Vũ vụng trộm nhìn Tô Tô, Đạm Đài Tẫn không giống như công giã sư huynh, tiên môn người sẽ không thương hại hắn, sẽ chỉ giết hắn. Ngươi đừng nói nữa. Tô Tô cắn răng nói, hắn còn đang đắm mình trong trụy lạc. Có một chuyện Trọng Vũ một mực giấu giếm Tô Tô. Lúc đầu Trọng Vũ không có ý định nói, thế nhưng hôm nay ở trên đường, lúc thấy ánh mắt Đạm Đài Tẫn nhìn Tô Tô, Trọng Vũ cảm thấy hắn có chút đáng thương. Ngươi không phải là thần khí sao? Thần khí thì sao là cảm được tình người? Trọng Vũ nhẹ nhàng cọ vào má nàng, thanh âm trong trẻo, thần yêu thế nhân. Tất cả mọi người đều cảm thấy, thần nên vô dục vô cầu, đoạn tình tuyệt yêu, nhưng đoạn tình tuyệt yêu thì chỉ là một cái xác không hồn, vậy thì có xứng đáng làm thần đâu? Thần yêu thế nhân. Tô Tô thấp giọng lặp lại, nàng đột nhiên nhớ tới Tắc Trạch vừa ôn nhu lại bao dung ở trong Hoang Uyên. Tắc Trạch dù ở bên trong Hoang Uyên đầy yêu ma, nhưng vẫn giữ lại một phần thiện lương. Đó mới là thượng cổ thần. Bên trong Thường Nguyên bí cảnh, lúc ngươi rớt xuống sườn đồi, Trọng Vũ đem ngươi bỏ vào Thiên Lý Họa Quyển dưỡng hồn, khi đó ngươi vẫn còn là hình hài của một nữ tử. Ngươi lớn lên từng ngày, máu của ngươi có thể mở ra những mảnh vỡ quá khí, bên ngoài mỗi ngày đều có kẻ ngấp nghé hồn phách của ngươi, là Đạm Đài Tẫn đã bảo vệ ngươi. Về sau ngươi hứa hẹn hắn, đợi đến khi ra khỏi Thiên Lý Họa Quyển, ngươi sẽ đi tìm hắn, dẫn hắn về nhà. Trọng Vũ đậu trên trán Tô Tô,
mở ra tràng cảnh ở Thiên Lý Họa Quyển cho nàng. Tô Tô nhắm mắt lại, đoạn ký ức bị khuyết đó đang mở ra trong đầu. Đứa trẻ chạy đến, nhìn về phía Huyền Y thiếu niên. Ta biết ngươi thích ta. Từ lúc ra khỏi Thiên Lý Họa Quyển, Đạm Đài Tẫn không còn mặc huyền y nữa, chỉ vì nàng từng nói y mặc bạch y thật đẹp. Một câu thật đẹp, bạch y của hắn dù dính máu cũng chưa từng cởi. Nàng hứa hẹn cùng hắn bắt đầu lại, thế nhưng lại quên mất hắn, cuối cùng lại bỏ rơi hắn. Tô Tô mở mắt ra. Trọng Vũ lúc đầu còn cho rằng nàng vẫn đang do dự, ai ngờ nàng cười cười, nói, về thôi, Trọng Vũ. Kỳ Tuyết Nhi tựa trước ngực của nam tử, tâm tư chập chờn. Yêu ma lưỡng giới ai không sùng kính ma quân, nghĩ, đến một hồi sẽ cùng người ngay phiên vân phúc vũ, Kỳ Tuyết Nhi hưng phấn không thôi. Kỳ Tuyết Nhi đầy ghen tuông muốn nói xấu Tô Tô, dịu dàng nói, ma quân, thiếp thắc mắc rằng tiểu nha đầu kia đã hầu hạ người nhiều ngày. Không biết tại sao hôm qua ma quân không coi trọng nàng ta nữa, không lẽ nàng ta khiến ma quân không vui sao? Tay nàng ta lần lần mò đến đai lưng của Đạm Đài Tẫn. Đúng vậy, người đó là vậy, hết lần này đến lần khác đem tâm hắn dẫm đạp. Kỳ Tuyết Nhi không nhìn thấy sự trào phúng bên trong đôi mắt màu đỏ của hắn, cho là mình đã đúng. Đạm Đài Tẫn quanh thân ma khí cường đại, Kỳ Tuyết Nhi một mặt bị khí tức này áp chế cảm thấy khó chịu, một mặt lại vì khí tức cường đại ấy mà sinh lòng thèm khát. Nàng khó chịu nhẫn nại, tay run run, cởi y phục của hắn. Đạm Đài Tẫn nghiêng đầu tản mạn nhìn nàng, giống như đang đánh giá một miếng thịt trên cái thớt gỗ. Kỳ Tuyết Nhi vừa đụng phải vạt áo của hắn thì tẩm điện của ma vực bị một người một cước đá văng. Lòng bàn tay của Đạm Đài Tẫn ma khí trì trệ, nhìn về phía cổng. Lê Tô Tô đang đứng ở đó. Nàng mím môi nhìn hắn cùng Kỳ Tuyết Nhi. Đạm Đài Tẫn ánh mắt lãnh đạm, không nhúc nhích. Nếu như ở quá khứ, hắn sẽ cảm thấy sợ hãi mà giải thích. Nhưng bây giờ, dù gì hắn ở trong lòng nàng hình tượng cũng đã hỏng bét. Hắn với nàng vốn dĩ cũng không có quan hệ gì. Kỳ Tuyết Nhi mặt mày không giấu được phẫn nộ, ngươi dám tự ý xông vào tẩm điện của ma quân. Ma quân, ả tiện nữ này nhiều lần dám mạo phạm ngài. À, Tô Tô búng tay một cái, Kỳ Tuyết Nhi từ ở trên ghế đá của Đạm Đài Tẫn liền lăn xuống dưới, lăn một mạch đến chân Tô Tô. Ngươi, ngươi. Kỳ Tuyết Nhi hoảng hốt nhìn Tô Tô, rõ ràng tu vi của nàng không hề cao, tại sao có thể như vậy? Kỳ Tuyết Nhi không khỏi run lên. Nàng ta che lấy vết thương trên mặt, đáng thương quay đầu nhìn Đạm Đài Tẫn, chờ đợi ma quân vì mình mà đòi lại công, đạo. Nhưng ngay cả ánh mắt của ma quân cũng không hề nhìn lấy nàng ta một lần. Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nói với Tô Tô, ngươi lại muốn làm gì? Mục đích đã đạt được rồi, vì sao còn muốn quay lại? Trên người ta còn có thứ gì mà ngươi muốn có nữa sao? Tô Tô bước đến bên cạnh hắn, nàng kéo hắn dậy từ chiếc ghế đá, nghiêm túc nhìn vào hắn. Đạm Đài Tẫn, mặc kệ ngươi tin hay không, Tô Tô nói, hôm đó ta đến Chiêu Hòa Thành, thật ra là đến tìm ngươi. Lần đầu tiên Tô Tô nói với Đạm Đài Tẫn như vậy, dù cho chính nàng cảm thấy thật khó mở lời, nhưng nàng vẫn phải nói. Ngón tay Đạm Đài Tẫn siết chặt lên thành ghế. Thiếu nữ trước mắt hắn từng câu từng chữ nói, ta nhớ lời hứa hẹn trong mộng cảnh của Yểm Ma, ta đã nói ta sẽ chờ ngươi trở về. Vậy mà lúc ta không có ở Chiêu Hòa Thành, ngươi lại nhập ma. Ta cũng nhớ lúc ở trong Thiên Lý Họa Quyển, ta hứa với ngươi sẽ cùng ngươi về nhà, cùng nhau bắt đầu lại. Ta nhớ lại toàn bộ rồi. Ngươi, ngươi có còn nhớ rõ lời mình đã nói không? Tô Tô hít vào một hơi, nhìn gương mặt xinh đẹp thanh tú trước mắt. Ngươi có nguyện ý rời khỏi ma vực, bắt đầu lại không? Đôi mắt màu đỏ của hắn tràn ngập hình bóng của Tô Tô, không rõ cảm xúc gì. Hồi lâu thứ xúc cảm ấy lắng đọng lại, trở nên lạnh lùng. Ánh mắt Đạm Đài Tẫn hờ hững, gỡ từng ngón tay của Tô Tô ra, bắt đầu lại. Hắn cười một tiếng khó hiểu, Lê Tô Tô, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ngươi sẽ cho ta nhiều hơn những thứ bây giờ ta đang có? Bắt đầu ở đâu bây giờ? Trở lại là một phàm nhân vô lực, nhu nhược đến đáng thương, hay là trở lại làm đệ tử Tiêu Dao Tông, ngày ngày bị sai đi vẩy nước quét nhà cho bọn chúng? Đạm Đài Tẫn giống như là nghe phải một trò cười, không kìm chế được mà cười thành tiếng. Hay ngươi cho rằng ta sẽ vì ngươi mà không làm ma quân nữa, ngược lại sẽ tiếp tục ở lại bên cạnh ngươi làm con chó vẫy đuôi mừng chủ, cầu mong. Một cái ngoái nhìn của ngươi, ngươi quên rồi sao, trong lòng ta. Hắn dùng ngữ điệu tàn nhẫn nhất nói vào tai nàng, ngươi từ đầu tới cuối, đều là lừa gạt. Đạm Đài Tẫn nhìn thấy tia sáng trong mắt nàng vụt tắt.
Ngón tay của Toto bị hắn đẩy ra, rơi thõng xuống không trung. Ngươi gạt ta. Toto mím môi, nói, nếu quả thật như lời ngươi nói, vậy vì sao ngươi không vạch trần ta, vì cái gì còn đem ban chỉ mở ra kết giới cho ta? Đạm Đài Tẫn buồn cười nhìn nàng, phơi bày ngươi thì uổng phí cho ngươi phải diễn xuất rồi còn ca múa vất vả. Hơn nữa, thần nữ giao hoan cùng ma, Lê Toto, từ vạn năm nay, ngươi là người đầu tiên. Còn về phần ban chỉ, ngươi cứ việc cầm, còn có thể cầm nó ra khỏi cấm địa được hay không lại là một chuyện khác. Ngữ điệu hắn chuyển sang phần lạnh lẽo, ngươi đều biết, huống chi là ma, ngươi cho rằng bản tôn hiện tại còn cần ngươi sao? Hai trảm thiên kiếm hiện ra trong tay hắn, đến địa bàn của bản tôn, làm tổn thương người của bản tôn, ngươi quả nhiên làm càn. Sát ý giữa hai người bọn hắn rộng khắp, Trọng Vũ không nghĩ rằng lần này Toto trở về Đạm Đài Tẫn sẽ nhận một kết quả như vậy. Trọng Vũ cầm phát ra vài tiếng rung động, thúc giục Toto mau chóng rời đi. Trảm thiên kiếm là thần khí, hắn thật sự là muốn giết ngươi đó. Toto lui lại một bước. Đôi mắt màu đỏ của Đạm Đài Tẫn lạnh như băng nhìn nàng, Trọng Vũ hiện ra, dùng máu để tế điện. Đôi mi dài của Toto run rẩy, nàng lắc đầu, tất cả đều là đùa giỡn sao? Hắn không nói gì chấm hai Toto nhìn hắn, nói cũng không tin, không nói cũng không tin, thân hình càng lúc càng mờ nhạt rồi biến mất khỏi tầm điện. Kỳ Tuyết Nhi nằm trên đất bên cạnh Đạm Đài Tẫn, khinh bỉ nói, ma quân, ngài cứ như vậy mà bỏ qua cho ả tiện nữ kia sao? Nghe những lời ả ta vừa nói, ả không phải là người của ma vực ta. Đạm Đài Tẫn bình tĩnh hỏi, người vừa bảo nàng là cái gì? Kỳ Tuyết Nhi chợt nhận ra có gì đó không ổn, đột ngột quay đầu thì trông thấy một đôi mắt rực đỏ. Nàng đột nhiên cảm thấy sợ hãi, cảm giác cho biết rằng nàng đã tự đề cao mình quá rồi. Trong một khắc ngắn ngủi, Kỳ Tuyết Nhi trông thấy người trước mặt nhìn nàng cười cười. Thiếu niên với nụ cười tinh khiết, nếu không phải cuồn cuộn ma khí, Kỳ Tuyết Nhi thậm chí sẽ chỉ nghĩ hắn là một phàm nhân bình thường đang thẹn thùng. Nàng che bụng mình, máu tươi trào ra từ miệng. Cứu! Cứu! Kỳ Tuyết Nhi thậm chí nói không nổi một câu đầy đủ. Máu tươi đầy tay Đạm Đài Tẫn, bên trong ẩn hiện viên ma đan màu tím. Hắn cười hỏi nàng, cảm giác này thế nào? Trảm thiên kiếm xuyên qua người Kỳ Tuyết Nhi, nàng ta hóa thành một tia ma khí, lặng lẽ không một tiếng động tụ hợp vào huyền hồi trận. Hắn nhìn tẩm điện, thất thần nói, nếu nàng nói những lời này với ta sớm hơn một chút thì tốt biết bao. Hắn vươn tay chạm vào không trung, ôn nhu lại ngại ngùng cười. Ta đồng ý. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE Trường Nguyệt Tẫn Minh của tác giả Đằng La Vi Chi tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 120, Cùng Bi. Toto một mạch chạy về phía cấm địa. Nàng đi theo thần thức lúc trước bám trên người Đạm Đài Tẫn. Huyết Nha núp ở chỗ tối nhìn nàng sợ hãi. Trọng Vũ nói, Toto, ngươi không sao chứ? Toto yên lặng lắc đầu. Những lời Đạm Đài Tẫn nói ra, trong lòng nàng không thể không có chút cảm xúc gì. Nàng bỏ qua hết thảy đoạn quá khứ kia, quyết định trở về tìm hắn. Đạm Đài Tẫn lại nói tất cả chỉ là trò đùa. Trước mặt có một tầng kết giới trong suốt, Huyết Nha không thể vào. Là huyền hồi trận. Toto giơ ban chỉ trong tay lên, kết giới tán đi. Nàng dừng một chút rồi do dự bước một bước vào trận pháp. Thế nào? Trọng Vũ hỏi. Toto nhìn trận pháp trước mắt, nói, Đạm Đài Tẫn chủ động đem ban chỉ cho ta. Hắn biết rõ ta sẽ tới đây, hiện giờ hắn đang là ma thần. Làm sao có thể để cho ta phá hủy cửu chuyển? Huyền hồi trận. Trọng Vũ nói, bên trong có nguy hiểm. Toto lắc đầu, nguy hiểm cũng không đáng sợ. Chuyện đáng sợ nhất là tình huống này so với nguy hiểm còn bết bát hơn. Nàng nhìn chằm chằm huyền hồi trận, thu chân về, rời khỏi kết giới. Kết giới chậm rãi đóng lại, khôi phục lại nguyên dạng. Toto cảm thấy bốn phía tĩnh mịch lạ thường, Toto quả quyết nói, hiện giờ không thích hợp, chúng ta đi. Phá hủy cửu chuyển huyền hồi trận chỉ còn cách một bước, Trong Vũ tiếc nuối nhìn trận pháp. Toto búng tay một cái, thân ảnh liền biến mất. Nàng không ham chiến, một lòng rời khỏi ma vực. Toto vừa biến mất thì có hai người âm thầm xuất hiện, Kinh Diệt tiếc nuối nói, thật đáng tiếc, bày trận lâu như vậy lại để nàng ta trốn thoát. Ý cười trong mắt Tự Anh biến mất, móng tay cơ hồ đâm vào lòng bàn tay. Tự Anh muốn đem xương cốt ả đốt thành tro. Kinh Diệt cười nhạo nói, người muốn đánh nàng ta sao?
Chưa nói đến chuyện nha đầu này quỷ kế đa đoan, chỉ cần cây đàn của nàng ta cũng đủ khiến ngươi thất thế. Nàng ta hiện tại là bán thần, nếu để nàng ta biết được ý đồ của chúng ta, hủy đi tụ sinh châu, kết cục của chúng ta e rằng không được tốt đẹp đâu. Tự anh kìm nén tức giận, đi về hướng ma điện. Kinh Diệt từ sau lưng nàng nói, ta biết lý do mà ngươi tức giận. Ngươi cảm thấy ma quân trong lòng thiên vị nàng ta. Dù ngài có trở thành ma cũng vẫn như cũ dành hết tình cảm cho nha đầu đó. Tự anh liếc nhìn hắn, đừng tự cho mình là thông minh, Kinh Diệt. Kinh Diệt nhếch miệng. Hai người đi vào tẩm điện của Đạm Đài Tẫn, trong điện mùi máu tanh nồng nặc. Huyền Y thiếu niên ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo như ngọc, cảm nhận được bọn chúng đang tiến đến, Đạm Đài Tẫn mở mắt. Tự anh báo, không biết Lê Tô Tô có mưu tính gì, không tiến vào trận pháp, đã rời khỏi ma vực. Tụ sinh châu vẫn còn ở trên người nàng ta. Đạm Đài Tẫn dựa vào phía sau một chút, vuốt vuốt chuỗi hạt châu trên cổ tay. Hạt châu bình, thường trong suốt ở trong ma vực hóa thành màu đỏ hồng, càng khiến da của hắn trở nên tái nhợt. Cho nên, Đạm Đài Tẫn bắt đầu bới móc mọi chuyện lên, chủ ý này không phải là của ngươi sao. Biết nàng ta cứng đầu cứng cổ nên vừa đưa tụ sinh châu cho nàng, cuối cùng là bắt nàng ta phải tự mình giao ra tụ sinh châu. Tự anh lúng túng giải thích, Lê Tô Tô hoàn toàn không biết tác dụng của tụ sinh châu. Nếu nàng ta tiến vào cửu chuyển huyền hồi trận, ba hạt châu được sắp xếp cẩn thận ở đó ngay lập tức sẽ cảm ứng được tụ sinh châu. Khi đó tụ sinh châu sẽ tự động trở về vị trí cũ, Lê Tô Tô không thể nào giữ được tụ sinh châu. Nhưng nàng ta lại không tiến vào đó. Đạm Đài Tẫn nói là do ngươi vô năng nên mới lý do lý chấu. Là do thiếp, tự anh đành nhận lỗi, ma quân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tụ sinh châu nếu như còn ở trong tay Diệp Chữ Phong thì tốt rồi, hắn có một nửa nội đan của yêu hồ, tụ sinh châu sẽ không có cách nào bị phá hủy. Nhưng hiện giờ tụ sinh châu lại ở trong tay Tô Tô, làm sao chúng ta đoạt lại nó? Ngươi không thể, nhưng có người có thể. Đạm Đài Tẫn nói. Ai? Đạm Đài Tẫn vỗ tay một cái, một nam nhân đi tới. Thấy rõ bộ dáng của nam nhân, tự anh nói, ngài muốn lừa Lê Tô Tô sao? Lê Tô Tô đã từng thấy qua Huyễn Nhan Châu biến hình, không biết có thể tin thứ giả mạo này không? Nếu ngược lại để cho nàng ta biết mục đích của chúng ta là muốn cướp tụ sinh châu, chỉ sợ là không ổn. Đạm Đài Tẫn không nói gì, gỡ chuỗi hạt châu trên cổ tay xuống. Tô Tô đã sâu chuỗi vòng hạt này. Thời điểm nàng sâu chuỗi, hắn liền ầm thầm hạ chú pháp lên hạt châu. Đạm Đài Tẫn đưa tay, những hạt ngọc trắng động đậy, bay đến lòng bàn tay hắn. Huyền Y Ma Quân hơi híp mắt lại, Huyễn Nhan Châu nhập vào người hắn khiến toàn thân hắn phát sáng. Miếng ngọc bội trên không trung chậm rãi biến thành bộ dạng của một thiếu niên mặt như ngọc, nhìn. Qua trông gầy yếu xanh xao, Kinh Diệt nhìn màn này liền ngây người. Đạm Đài Tẫn có thể hấp thụ sức mạnh của người khác cho mình. Cướp đoạt sức mạnh từ người khác đã có từ thời thượng cổ, nhưng thường thường chỉ giúp gia tăng tu vi của mình. Thế nhưng Đạm Đài Tẫn sau khi hấp thụ sức mạnh của những hạt ngọc trắng, liền có thể đem một vật vô tri vô giác biến thành chân nhân. Thượng cổ ma thần từ xưa đến nay chưa từng thử qua. Tự anh biết Đạm Đài Tẫn có dị tâm, nhưng ma thần thiếu đi tà cốt, trong lòng nàng ta địa vị của hắn còn kém xa thượng cổ ma thần. Nàng ta thậm chí còn lạnh nhạt nghĩ, việc Đạm Đài Tẫn có dị tâm cũng không quan trọng, ma thần đã mất đi thứ trọng yếu nhất là tà cốt. Cùng bi đạo là thứ mà thượng cổ ma thần để lại, không có tà cốt, Đạm Đài Tẫn không có cách nào phá hủy cùng bi. Cho dù tất cả yêu ma đều bị diệt vong, cùng bi đạo vẫn từ từ lớn lên, sớm muộn cũng sẽ có một ngày thống trị vạn vật, tạo ra một thế giới mới. Nhưng giờ phút này đây, nàng ta nhận ra rằng Đạm Đài Tẫn dù không có tà cốt, bản thân hắn vẫn là một thiên tài. Nàng ta đã lĩnh ngộ được một điều quá đáng sợ. Nếu hắn đoạt lấy sức mạnh của mình, lẽ nào nàng ta lại trở về thứ ôn dịch khô hạn, không khác gì tử thi. Kinh Diệt cùng tự anh cúi đầu xuống, bọn chúng lần đầu tiên biết mình phải thần phục kẻ giả mạo này. Thân thể thiếu niên trước mặt thủ hạ của Đạm Đài Tẫn chậm rãi thành hình. Thiếu niên mở to mắt, bộ dạng này cùng với phàm nhân Đạm Đài Tẫn của 500 năm trước có 3 phần tương tự. Đạm Đài Tẫn nói, biết phải làm gì rồi chứ? Thiếu niên cong môi cười, biết. Kinh Diệt dẫn hắn rời khỏi ma vực. Hắn sẽ đem tụ sinh châu mang về. Tự anh của thuộc hạ của mình rời đi, lúc trước nàng ta còn nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy những hạt ngọc trắng vô hồn nằm trên mặt đất,
liền chắc chắn rằng Đạm Đài Tẫn có thể đem Tụ Sinh Châu trở về. Kinh Diệt kinh ngạc nhìn thiếu niên bên cạnh. Hắn biết Huyễn Nhan Châu có thể đem yêu ma biến thành hình dạng của một người, nhưng lần đầu tiên hắn thấy Huyễn Nhan Châu có thể biến một vật vô tri vô giác thành một người sống sờ sờ như vậy. Ngươi thật sự có thể đoạt lại Tụ Sinh Châu? Thiếu niên ngoái nhìn, cười nói, đương nhiên. Bằng cách nào? Thiếu niên nhìn chằm chằm hắn, một lát sau giơ tay lên, khoét hai con mắt của mình. Ngươi! Kinh Diệt giật nảy mình, không kịp ngăn cản, hai dòng máu thi nhau chảy xuống trên mặt thiếu niên. Thiếu niên mặt tái nhợt, nhưng tựa hồ không cảm thấy đau đớn, hắn đã mất đi một đôi mắt, mỉm cười nói, Kinh Diệt đại nhân, đây là biện pháp, ngài có muốn biết chi tiết hơn không? Kinh Diệt nhíu mày nói, không cần, đúng là tên điên. Kẻ như vậy, có thể lừa được Lê Tô Tô sao? Sau khi Kinh Diệt mang thiếu niên rời đi, Đạm Đài Tẫn nói, gần đây bản tôn muốn bế quan, đừng quấy rầy bản tôn. Tự Anh vội vàng nói, vâng, chờ đến ngày hắn mang Tụ Sinh Châu về, ta mở cùng bi đạo. Tự Anh gật đầu, đến lúc đó, thế gian này sẽ là của bọn hắn. Tiên môn cùng phàm nhân sẽ hóa thành bùn nhơ dưới chân bọn hắn. Lục giới sẽ tràn ngập thiên ma khí tức, những kẻ yếu ớt nhỏ bé sẽ không thể sống sót, kẻ mạnh sẽ tràn ngập sát lục chi tâm. Yêu ma sẽ không cần phải trốn trong ma vực hoang vu cằn cỗi này nữa, cũng không phải tìm cách trốn đông trốn tây để tồn tại. Tự Anh rời đi, Đạm Đài Tẫn đứng dậy, đi đến cửu chuyển huyền hồi trận. Tô Tô không dám tiến vào nơi này, hắn lại thong dong bước vào. Chín cái sinh tử môn ở chín hướng lặng yên không một tiếng động dịch chuyển, trận địa thế gian tổng cộng có 8 hướng, theo thứ tự là Dinh, Thương, Hưu, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Hai, 8 cửa. Hắn ngồi ở chỗ cửa sinh, lấy ra đồ thần nỏ, nhắm vào cánh cửa vô danh thứ 9. Mũi tên màu đen xé không khí mà đi, chưa kịp vào cánh cửa thứ 9 thì một đạo ma khí như mưa phản kích ra, hướng về phía Đạm Đài Tẫn. Cửa sinh giúp hắn ngăn cản được một phần, phần còn lại tấn công vào thân thể của hắn. Đạm Đài Tẫn kêu lên một tiếng đau đớn, thấp giọng nói, quả nhiên là thứ mà thượng cổ ma thần dùng mạng để đổi lấy. Không có cách nào phá hỏng, cứ như vậy tồn tại cả vạn năm. Nếu hắn không ở cửa sinh, giờ phút này đã bị trọng thương rồi. Không có tà cốt, hắn căn bản không có cách nào phá hủy cùng bi. Đồ thần nỏ biến mất, Đạm Đài Tẫn nhìn chằm chằm cánh cửa thứ 9, cười nhạo nói, thật phiền phức, chỉ còn một cách thôi sao. Trong đầu hắn tự nhủ chỉ còn một cách đó thôi, thật sự không cam tâm. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thụ ma khí dày đặc từ bốn phía, ma ấn trên trán hắn ngày càng đậm. Đột nhiên cổ tay của hắn như bị ai đó nhẹ nhàng kéo một cái, Đạm Đài Tẫn biết thiếu niên đó đang đi tìm người ấy. Đạm Đài Tẫn trầm mặc, chăm chú truyền lệnh tới thiếu niên. Hai kẻ này đều là quái vật, thật xui xẻo. Trừ yêu sư mặc quần áo màu xanh lam nói, đã không ăn uống mấy chục ngày mà hắn còn chưa chết. Một trừ yêu sư cao gầy nhìn người trong tù nói, hay bọn chúng căn bản không phải yêu ma, mấy ngày này chúng ta dùng tất cả các phương thức diệt yêu lên người bọn chúng không có phản ứng nào cả. Nói bậy bạ gì đó, người mặc áo xanh vội vàng quát hắn. Bọn họ bây giờ là anh hùng của thế gian, bởi vì bắt được kẻ đang chật vật trong tù này. Kẻ này trước đó chắc đã giết không ít người, bây giờ nhận lấy kết cục này, khi nhóm trừ yêu sư ra tay tra tấn hắn, người người liền vỗ tay khen hay. Nếu như nam tử trong xe chở tù này không phải là yêu ma, bọn họ cũng không thể mang cái danh trừ yêu sư này được nữa. Nếu dùng hết các biện pháp diệt yêu mà vẫn không có tác dụng, tốt nhất là nên đem chặt đầu hắn. Người mặc áo xanh tối sầm mặt mày, trừ yêu sư cao gầy trầm mặc, chấp nhận biện pháp đó của bạn. Ngày mai nhân lúc có nhiều người, làm cái chứng nhãn pháp, để người ta nhìn thấy hắn chết vì thủ pháp trừ yêu. Công Giã Tịch Vô nhắm mắt tựa người vào xe tù, nghe bọn chúng thảo luận. Trên người hắn khắp nơi đều là vết thương, nhưng thần sắc hắn vẫn hết sức bình thản lạnh lùng. Cách xa đó có truyền đến âm thanh của một chiếc xe chở tù khác. Công Giã Tịch Vô biết đó là thiếu niên hai ngày trước bị bắt tới. Bọn họ nói hắn có một đôi mắt mê hoặc người khác nên đã khoét đi hai con mắt của thiếu niên, tống vào xe chở tù, ngày ngày ngược đãi hắn. Công Giã Tịch Vô dù bị phong ấn linh đài dẫn đến mất đi pháp lực, nhưng hắn biết thiếu niên kia chỉ là một phàm nhân bình thường. Nghe bọn chúng nói ngày sẽ giết mình, Công Giã Tịch Vô trong lòng bình tĩnh hơn bao giờ hết. Trước đây rất lâu hắn đã thấu hiểu,
lục giới nơi hắn bảo hộ có người tốt thì cũng có người xấu. Chúng sinh 3.000 người, mỗi người đều có một tính cách khác nhau. Chấm một đêm, hai kẻ trừ yêu sư uống đến say mềm, một bóng người lục lọi đi đến trước xe chở tù của Công Giã Tịch Vô, mở cửa cho hắn. Công Giã Tịch Vô mở mắt ra, thiếu niên thấp giọng lưu loát nói, ta không nhìn thấy gì, ngươi tìm đường chúng ta cùng nhau chạy trốn. Các bạn vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc kịch bản BE Trường Nguyệt Tấn Minh của tác giả Đằng La Vi Chi tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.